Hoàng đế vẽ một khẩu súng lên bức tranh, một giây sau nó bỗng biến thành hàng rìu. Trùng hợp ngay gặp phải thằng gian thần đen như cờ hó định đoạt vị. Anh hoàng chúng ta lỡ chân bóp vào một cái, thế là tiễn hắn về Tây Thiên Thỉnh Kinh. Đám quần thần còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, anh tiếp tục vẽ ra một khẩu đại bác. Bắn đâu yếu bắn lại bắn ngay vô đích ông trời, thế là bị xả cho một trận nước đái siêu to khổng lồ kèm theo tiếng sấm bẹt bẹt. Ấy thế mà tất cả mọi người mừng như cây bừng lừng thừng. Thì ra Việt Huỳnh vốn là một tay trộm siêu cấp VIP bờ rồ đến từ thế kỷ 21. Trong một lần đi trộm bức tranh con rồng ăn kít đá bô thì bị phục kích. Anh quăng bức tranh lên trời rồi tìm cách giải thoát, không ngờ con rồng trong bức tranh lại phát ra tia sét. 1 phút 30 giây sau Việt Huỳnh liền xuyên không vào người hoàng đế cổ đại. Đúng là không được tích sự gì hết, có chút xíu vậy mà chịu không nổi, chết rồi à? À à ớ. Hoàng thượng, hoàng thượng. Người chưa chết à? Cái lùng què gì vậy, mình xuyên không rồi à? Phải chăng đây là ông trời muốn mình đổi đời? Người muốn làm cái chó gì? Đừng qua đây. Đừng có lấn qua đây. Mẹ nó, ngươi có tin chấm đá ngươi vào lãnh cung không? Ngươi thì làm được mẹ gì chứ? Đùa quần què gì vậy? Ta là hoàng đế. Ta mà đứng hai không ai đứng nhất. Ngoại trừ ta ra còn có ai? Hoàng thượng giả đáo. Hoàng thượng hả? Ủa tưởng ta được làm hoàng thượng. Ủa vậy ta là ai? Hoàng thượng người phải làm chủ cho thần thiếp. Phi tần của người, bị tên xúc sinh giật này. Xa quần rồi. Tên chó Khương Phong, gan ngươi to quá nhỉ, dám dưới mắt của chấm, xa quần ái phi của chấm, ngươi là cái giống gì vậy? Ta thấy ngươi mới là gan chó tày trời đó. Dám mạo danh chấm, méo sợ chấm chu di cửu tộc nhà ngươi à? Á đủ. Hú hồn chim én, bố lao bố lếu, bệ hạ mới là hoàng đế cửu ngũ chí tôn, ngươi chỉ là thái thượng hoàng thoái vị thôi. Cái mợ gì? Ta mới là mạo danh á hả? Dù gì cũng được cắm sừng hoàng đế, nghĩ thôi cũng thấy đã rồi. Khương Phong, ngươi hấp diêm quý phi của chấm, chứng cứ rành rành. Ngươi còn gì để nói? Này này, ăn thì có thể ăn bậy, chứ nói thì không thể nói bậy. Rõ ràng ta với cô ta đều tình nguyện mà, chứ ta đâu có hấp diêm. Đúng không? Ta khinh, ngươi đúng là vô liêm sỉ. Ta đường đường là quý phi, sao ta phải đi gian díu với ngươi làm chứ? Ấy cái con bé khốn nạn này, vừa túng cái quần lên là ngươi phủi sạch vậy à? Khương Phong, bây giờ mọi chuyện đã rõ, ngươi còn ăn nói sàm lì không biết hối cãi, đáng bị xiêm chết mà. Bây giờ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Lão đệ à, lão đệ, chuyện này ta khuyên đệ nên nghĩ thoáng một chút. Suy cho cùng, nếu đệ muốn sống cuộc sống vui vẻ, cái đầu của đệ đừng nên nghĩ quá nhiều. Vi phạm cung quy, chấm sẽ bắt ngươi ra cổng Thiên An Môn chém đầu cho mọi người thấy, tự biết mà khép quần lại, dám thách thức uy nghiêm hoàng gia, không nên sống nữa. Nhận tình ngươi là huynh trưởng của ta, ta sẽ cho ngươi chút mặt mũi, ban lụa trắng và rượu độc, cho ngươi chết toàn thây nè. Thái thượng hoàng mời lên đường nha. Rượu độc không uống chắc muốn xiên đây. Chờ đã, hoàng huynh còn lời chăn chối gì à? Người đâu bút giấy mau. Chăn chối thẳng cha ngươi. Tính chơi trò chơi vương quyền bản tàu xì với ông đây à? Trò chơi vương quyền sao? Từ xưa đến nay, một núi không thể có hai. Để có được vương quyền, phải bất chấp tất cả thôi. Giang sơn của đại càn, không thể có hai hoàng đế được. Dù cho ngươi có nhường vị để làm thái thượng hoàng, chấm cũng méo chịu. Tên tiểu tử thối, quả nhiên là ngươi hại ta. Đồ thối tha không biết xấu hổ. Sở thích độc đáo quá đi à? Thích bị cắm sừng đến vậy sao? Chết tới đít rồi, còn ăn nói ngông cuồng. Cho ngươi chút thể diện đó, đã là ân điển ta dành cho ngươi rồi. Vậy mà ngươi không biết tốt xấu, dám bất kính với chấm. Người đâu lôi tên loạn thần tặc tử này ra chém chết cho ta. Đừng có đùa mà, ta cảnh cáo các người, ta biết võ công đấy nhé. Trong mắt của ta, ngươi cũng chỉ là chim bị nhốt trong lồng, cá bị mắc trong lưới. Hoàng huynh, huynh cứ yên tâm lên đường đi. Năm mới cỏ mọc chim bay, chẳng phải thay trời hành đạo, giúp ông trời tẩy rửa trời đất chút chứ nhỉ. Thần đến cứu già trễ, xin bệ hạ trị tội. Mẹ nó, nhìn mặt thằng cha này, có khi nào hắn muốn giết mình không? Thần thái sư Vương Trấn, thần cung chúc thái thượng hoàng bệ hạ phục vị thành công, rực lại được ngôi báu.
ta á hả? Bệ hạ à, hoàng vị này vốn dĩ là của người mà. Chỉ là bởi vì tên nghịch tặc đó một năm qua mới từ bỏ hoàng vị. Tất cả các quan lại trong triều đều rất phẫn nộ. Bây giờ bệ hạ lấy lại được địa vị mới là điều mọi người muốn. Vui muốn chết luôn. Vương Chẩn Nhĩ, ngươi dám lừa gạt sao? Ta nuôi ngươi làm mẹ gì vậy? Ngươi và tên nghịch tặc đó cùng nhau hợp lực âm mưu hãm hại bệ hạ. Ấy, đừng mà. Vương Ái Khanh, đừng có ra tay vội. Tặc tử như cô ta, bẩn tay của người. Nếu như ngươi giết cô ta, chẳng phải sẽ làm bẩn kiếm của ngươi sao? Chẳng qua chỉ là một nữ nhân thôi mà, ta tự mình giải quyết được. Thơm ngon mời bạn ăn nha. Nếu bệ hạ đã thích, vậy thì thần cho bệ hạ hít vậy. Ây da, tiếc ghê, không có đến mộ ngươi được. Ngươi có tin là mai ta đào mồ ngươi lên không? Chưa mai nha. Bệ hạ nhớ lết lên Phụng Thiên Điện, banh mắt ra chờ đón đại điển đăng cơ thần chuẩn bị cho người. Người đâu, lên món. Mấy món này mà là của Ngự Thiện Hoàng Cung sao? Cũng có cái mẹ gì đâu. Ây da, người xưa có câu ăn no rừng mỡ đó. Người đâu đưa ta đi gặp Dương Quý Phi. Nương nương à, tên Thái Thượng Hoàng đó phục vị không phải điều gì tốt đẹp cả. Hắn thì làm ăn được mẹ gì, chẳng qua chỉ là một con rối mà thôi. Cẩu nô tài ở đâu ra, dám chửi sau lưng chẫm. Nương nương à, Thái Thượng Hoàng đúng đê tiện luôn. Không thông báo cái mẹ gì hết đã xông vào đây rồi. Hết hồn cái hồn còn nguyên. Tên công tử bột này, dám chửi xéo chẫm. Người đâu mau kéo hắn qua đây. Này thì hỗn này, ẻo lã giống y chang đờn bà vậy đấy. Kéo hắn xuống, xe hắn ra làm mồi cho chó ăn. Con đờn bè khốn nạn, cô dám cắm sừng ta sao? Có điều cô tẩy hầy như vậy, chẳng thích lắm. Một con rối bị phế như ngươi, tới tìm ta tìm cảm giác được kính trọng gì chứ? Bị phế sao? Chẳng là kho báu trời ban đấy nhé. Ai dám phế chốt ta chứ? Thái sư Vương Chấn Quyền mới thực sự nắm quyền. Đêm qua hắn ta xiên chết vua chính là để chiếm ngôi đó, đồ ngu. Không phải hắn đang chuẩn bị đại điển đăng cơ cho ngươi sao? Đó là chuẩn bị tiễn ngươi đi gặp Diêm Vương. Quần què gì vậy? Đòi cướp ngôi của ta. Tên giả Vương Chấn đó, quả nhiên méo phải thứ tốt đẹp gì. Nguyên cái triều đình toàn mấy tên hiểm không, nên làm cái mẹ gì đây trời. Đây không phải kho báu mình đều mạng cướp được sao? Con trai ngoan, ở mình cô đơn nên xuyên không về đây với ta à? Ây ra con trai ngoan, ta xuyên qua đây mình cũng buồn. Có mày tao cũng đỡ cô quạnh. Kỳ Lân Tống bảo, có được bảo vật là tuyệt, con mẹ nói vừa rồi. Con cầu mong gì nữa chứ? Thêm khẩu súng lục nữa là ok là rồi. Ấy cũng ra gì và này nọ đấy. Ủ mé bút thần của Doraemon hả? Ú chu cha mạ ơi, hên quá đi trời ơi. Có nó rồi còn sợ cái mẹ gì nữa chứ trời. Bắn phát chết luôn. Thánh thượng giá đáo. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thái thượng hoàng, tại sao lại là hắn chứ? Bệ hạ đâu mất rồi? Nín họng rô, tối qua bệ hạ bị thích khách trong cung ám sát. Không may tèo sớm, tên già này lươn lẹo vãi cướp. Nói vậy mà hắn cũng nói được quá đỉnh. Nín họng rô, bậc cao nhân đã nói, nhà không thể một ngày không có chủ, nước không thể thiếu vua. Bổn thái sư mời Thái Thượng Hoàng lên ngôi phục vị, kế thừa đại thống. Đồng ý bỏ qua, đứa nào ngon phản đối thử. Thái Thượng Hoàng sớm đã thoái vị, cho dù bệ hạ có chết, hắn cũng không xứng lên ngôi, kế thừa Giang Sơn Đại Càn, kế thừa hoàng vị. Phải là hoàng tử, đăng cơ mới phải. Vương Chấn, ngươi méo có tí công lao gì, cũng méo phải hoàng thất. Méo có tài méo có đức, dám làm trái lời tổ tiên à? Tội lỗi chất chồng chất đống. Lão già ngu này, bệ hạ đã ngồi ngoan không chấp ngươi. Ngươi dám công khai chửi mắng bệ hạ hả? Còn dám vu khống bổn thái sư. Tên phản bội nghịch tặc. Nghịch tặc đại nghịch, không đáng mặt nam nhi. Còn đứa nào dám?
Thù này cứ coi như tính trên đầu tên ngu vương Chấn đi. Sau này ta sẽ trả thù cho ngươi. Để chúc mừng bệ hạ giành lại ngôi báu, thần có đại lễ muốn dâng lên. Tên này làm có trò quỷ gì vậy? Tính làm quần què gì vậy? Phượng Hoàng Cát Tường ám à? Chúc quốc thái dân an. Con Phượng Hoàng này đại diện cho thiên hạ thái bình. Phượng Hoàng mẹ gì chứ? Thái sư à, có phải ngươi bị mất não rồi không? Đây rõ ràng là con gà trọi mà ngộ vậy. Bệ hạ để ta chứng minh nè. Các vị đại thần, các ngươi cảm thấy đây là gà trọi hay là Phượng Hoàng? Phượng Hoàng, đúng là Phượng Hoàng rồi chứ còn gì nữa. Ây ra, Phượng Hoàng giang rộng đôi cánh kìa. Điềm lành đó trời ơi. Có thể bắt được Phượng Hoàng, chứng minh thái sư chính là ngôi sao may mắn. Đúng là hên quá trời quá đất. Gà trọi mà nói Phượng Hoàng. Lão già này tính chơi mình đây mà. Nhưng ít ra cũng có vài trung thần cản cái lão già này lại chứ. Các vị ở đây ai nói nó là Phượng Hoàng thì đứng sau ta. Đứa nào cảm thấy nó là gà trọi thì đứng yên cái xác đó. Á chu cho các ngươi có thể có tí lập trường không vậy? Bệ hạ à, phần đại lễ này của ta người thấy sao? Ha ha ha, vừa rồi là chấm có mắt như mù. Ta nhất định sẽ mang con Phượng Hoàng này về nghiên cứu lại thật kỹ. Chỉ như vậy mới không phụ tấm lòng hiêu này của thái sư. Tuyệt cả là vời luôn. Quân vương và quân thần hòa thuận với nhau, đáng được lưu truyền đời sau, xứng đáng làm tấm gương để người đời sau noi theo. Thái sư đúng là công thần của đại càn mà. Thái sư vô địch, thái sư siêu quần. Được rồi, ok, la hết. Còn chuyện gì không? Có chuyện thì nói, hết chuyện rồi thì nín đi nha. À đúng rồi, đưa con chim đến nó về tẩm cung của trẫm đi. Bệ hạ à, thái sư công đức vô lượng, xứng đáng ghi vào sử sách. Khẩn xin bệ hạ phong thái sư thành chức quốc tướng. Chuẩn men luôn bệ hạ. Thái sư đầu óc rất có sẵn. Khẩn xin bệ hạ cho phép thái sư can dự vào việc triều chính bớt đi ạ. Chứ để người dẫn dắt triều đình khoai lắm. Bệ hạ thái sư cũng coi như có chút công lao, cũng có công cứu giá. Khẩn xin bệ hạ tặng cho thái sư 9 phiếu bé ngoan rồi tặng luôn vương vị. Phiếu bé ngoan, vương vị á hả? Thái sư à, cái ghế rồng này của ta có phải nên nhường cho người luôn không? Á hi hi, vậy thần tuân lệnh chứ có gì đâu. Bệ hạ có thể suy nghĩ thấu đáo như vậy, thái sư của bọn ta nhất định sẽ là minh quân. Chuẩn men luôn, bệ hạ nếu đã như vậy đúng là công đức vô lượng luôn. Đúng là mặt dày như cái thớt mà. Á hi hi, ấy ra thái sư à. Chấm chỉ đùa có chút xíu thôi. Ngươi hay tưởng bở quá à. Này, các khanh cũng thích hùa quá à. Không có chút hài hước gì cả. Bệ hạ, người là thiên tử, nhất ngôn cửu đỉnh. Lẽ nào, người tính nuốt lời, ụ mé ai chơi vậy? Có chơi có chịu đi bệ hạ. Khẩn xin bệ hạ truyền vị lại cho thái sư. Khẩn xin bệ hạ thoái vị. Xin bệ hạ thoái vị. Mé đây là tự mình trói chân tay, chui vào bẫy của tên già đó rồi. Các người muốn mưu phản hay sao? Bệ hạ ăn nói cho cẩn thận, đây gọi là truyền vị, không phải là cướp ngôi. Tể tướng à, triều đình ta từ khi đổi vua, thiên tai triền miên, hạn hán ở Thanh Châu vô cùng khắc nghiệt, du châu đại hán te tua tơi tả, bệnh dịch châu chấu khiến mùa màng thất bát, dịch hạch rải rác trên khắp Kinh Châu. Đúng kiểu ông trời chê vua méo có đức, chắc ông trời cũng thấy chướng. Cái lão già già mồm này liên quan méo gì đến ta chứ? Thiên tai nghiêm trọng, còn chờ mẹ gì nữa? Đi cứu trợ đi chứ. Rồi ngân lượng đâu? Quốc khố còn cái nịt. Hộ bộ cũng méo ói ra được đồng nào cả. Méo có tiền thì cứu mẹ gì được? Xây Vinpearl, xây khu du chơi, rồi làm cái thuyền ngu xuống Giang Nam. Đi tìm thuốc trường sinh bất lão. Chừng đó thứ thông minh toàn vì bệ hạ làm không đấy. Có cái mẹ gì mà không cần ói ra tiền? Ngươi im mẹ mồm đi. Chẳng mới đăng cơ hôm nay, thời gian đâu làm mấy chuyện mất dạy ngươi nói chứ. Bệ hạ à, người có té giếng hư đầu không vậy? Lần này là phục vị, chứ không lên ngôi. Ngân lượng của ngân khố từng đồng từng cắc đều bị người tiêu, ngay cả khi người thoái vị. Hả? Mẹ nó, hóa ra mình phế đến vậy sao? Tên ngu này đúng là hung quân mà. Không thất vọng mà là tuyệt vọng. Chuyện mà bản thân làm, không nhận thì thôi đi. Thế mà người còn đẩy trách nhiệm lên đầu chúng thần nữa. Đúng là vô tài vô đức mà. Một người vô tài vô đức như vậy, sao có thể làm hoàng đế chứ? Ngôi báu nên dành cho người có tài có đức một chút. Vẫn xin bệ hạ tự mình thoái vị đi.
không thể chịu đựng được nữa, phải chửi lại mới được. Bệ hạ tự cười bản thân, không biết xấu hổ à? Ta cười nhạo đám người các ngươi, tự cho là mình đúng. Chấm cười các ngươi loạn thần tặc tử, tâm tư chó nhai hết. Xúc phạm đại thần triều đình, tụi ta cũng biết đau lòng mà. Miệng lưỡi không xương, muôn đường lắt léo. Lì lợm như trâu, không cãi không chịu được. Được lắm, hôm nay chấm sẽ cho các người biết thế nào là đức hạnh, thế nào là đạo đức. Xem chấm làm sao đại xá thiên hạ. Công đức vô lượng này, ấy công đức vô lượng. Đại xá thiên hạ kìa, cười ẻ. Cười cái mẹ gì chứ, nguyên đám ếch ngồi đáy giếng, đầu óc ngu si tứ chi phát triển, ngu mà nghĩ mình khôn. Đúng là ung thư giai đoạn cuối, bất tài còn lì cái mặt, đúng là hết thuốc cứu mà. Bệ hạ tự nói mình có tài, vậy sao người không đấu với ta thử? Đấu sao đúng ý ta, chấm cầu còn không được, chấm cũng muốn kiểm tra xem thử. Ngươi có ăn có học mẹ gì không? Còn có thể đấu gì? Ngoài thơ với ca chứ? Chừng này đã đủ chưa? Vừa hay ông đây, đọc bao nhiêu là tiểu thuyết xà lơ, ông đây đã thuộc lòng từ lâu lắc rồi. Cứ chờ xem ông đây, có vặt lông của ngươi không? Banh mắt ra mà xem ông đây trổ tài này. Các ngươi ai lên trước? Thần lên trước nào? Vi thần nhận chức hình bộ thượng thư bao nhiêu năm? Thành thạo 108 chiêu dùng hình. Trên đời này, không có phạm nhân nào mà ta không cậy miệng ra được cả. Xin hỏi bệ hạ về việc dùng hình, có cao kiến gì không à? Ta. Tại sao ngươi không lên đầu ta ngồi luôn đi này? Đấu này với đấu mà mình nghĩ, méo giống nhau tí nào. Ấy bệ hạ, người bị cái mẹ gì vậy? Nãy mõ người ngông cuồng lắm mà. Nói cái gì mà chúng thần chỉ là ếch ngồi đáy giếng, mới hỏi có vậy mà làm khó não của bệ hạ rồi. Dùng hình cũng xứng để đấu trí sao? Ok, chấm đấu với ngươi, ngươi có dám hay không? Hứ bệ hạ khỏi thách. Dùng hình là nền tảng pháp luật triều đình, chuẩn con mẹ nó luôn. Thơ ca, chỉ là ba cái trò rẻ rách thôi, mèo có ích gì cho cái xã hội này cả. Nhìn cái mặt ngu ngu của bệ hạ, có khi nào không biết cái mẹ gì về dùng hình chứ? Á hi hi, nếu như không hiểu mẹ gì hết, ngươi cứ nói thẳng ra đi, bọn ta sẽ không chế nhạo bệ hạ đâu. Còn tưởng tên vua ngu này có trò gì hay ho, xem ra cũng chỉ là giả vờ ổn áp thôi. Ai nói chẳng không hiểu gì về dùng hình chứ? Nếu như hiểu thì chứng minh đi chứ. Ủa đúng, theo ta thấy á bệ hạ, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, ngươi chỉ được cái mõ hỗn thôi, nguyên một đám đê tiện bỉ ổi vô liêm sỉ. Ban đầu chẳng chỉ muốn dùng thân phận người thường để đấu với ngươi, méo ngờ chỉ nhận được sự chế nhạo mà chẳng không giả ngu nữa. Chấm nói thật này, chấm là siêu nhân gao đến từ tương lai. Ái phi. Không phải các người muốn so dùng hình sao? Ok con dê, hôm nay chấm sẽ cho các ngươi mở mang tầm mắt. Nhớ banh con mắt ra nha. Lý Khang à, không Khang Tử à, ngươi nói ngươi thành thạo 108 cách dùng hình, chuyện thường như ở phường, chứ không như một số người không biết gì mà giả bộ thông minh. Vậy nhất định sẽ hiểu mục đích của dùng hình là gì chứ? Tất nhiên là khiến phạm nhân nhận tội rồi. Được, chấm đợi mỗi câu đó thôi. Khang Tử à, chấm có trai sự thật nhất nào? Định sẽ khiến phạm nhân nhận tội, còn chữa được bệnh ngu ếch ngồi đáy giếng nữa. Nước mẹ gì ngộ quá vậy. Bệ hạ à, người nghĩ chúng thần nguyên đám ngu để người lừa hay gì? Không có lừa đâu mà. Khang Tử à, ngươi nếm thử biết ngay thật hay đùa mà. Ha ha, ok thôi, ta sẽ chơi với người trò sàn này. Khương Tử à, ngươi trâu bò quá đi à, nguyên cái bình đó mà ngươi uống hết. Cái trai nói thật này đúng là xạo lìn mà. Nước sự thật gì chứ, ta khinh. Manh động quá dị ta, cứ chờ tí nó ngấm đã phê luôn. Phê cái mẹ gì chứ, nói cho người biết, ta không thèm tin mấy cái lời vớ vẩn đó, đúng là xàm xí. Này, hắn có bao giờ ẻo lã vậy không? Không biết xấu hổ, nhục như con cá nục vậy á trời. Không phải hôm nay ngươi muốn ta thoái vị hay sao? Muốn ai lên ngôi chứ? Á hi hi hi, thái sư à, thái sư ơi thái sư à,
Ây da, khốn kiếp, Ây dâu, tên này ác ghê á trời. Á ghệ yêu dấu, ghệ yêu của ta, ghệ ơi, êm ghệ của ta. Ghệ à, ghệ ơi, hỗn làm, gan chó nhà ngươi to quá nhỉ. Ghệ của chấm ngươi cũng dám đụng à. Á ý ra trời ơi, em ghệ không được. À, vậy chơi bơ đơ. Đến đây nào các em trai. Lão phu già như trái cà rồi, hôm nay không thể mất đi sự trong trắng được. Cứu mạng ta với, cứu ta với. Cái này đã nà, ôm dô phê phê nà. Thái sư đừng đánh ta nữa, ta tỉnh rồi, ta tỉnh rồi. Lý Khang, ngươi đòi hấp diêm quý phi, đòi hấp diêm luôn triều thần. Biết tội của ngươi chưa, bệ hạ thần, bệ hạ à. Vừa nãy Lý Khang đã uống cái chai nước quần què gì đó của người, nên mới làm khùng làm điên trước điện. Điều này cũng tại bệ hạ mà ủa. Đúng vậy, lúc nãy Lý đại nhân làm điên làm khùng, mấy chuyện đó không thể tính là thật. Đúng 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 bệ hạ à, người làm ba cái trò đó chỉ khiến chúng thần khi người ra mặt thôi. Bệ hạ à, nếu người muốn chứng minh thực lực của bản thân, người cứ việc khoe khang tài năng đi, đừng có dùng ba cái trò kỳ cục đó để lừa bịp người khác. Chấm biết ngay các ngươi sẽ cãi cùn mà, cũng may ta vẫn còn giữ chai nước sự thật đó, vẫn còn cách khác tuyệt đối sẽ khiến các ngươi tâm phục khẩu phục. Khang tử à, chiếc ghế này của ta sẽ khiến 108 thủ đoạn của ngươi thua thảm đấy. Bệ hạ à, đây không phải là chiếc ghế bình thường sao? Không phải bệ hạ lại giở trò gì rồi đấy chứ? Khang tử à, ngươi không hổ danh hình bộ của đại càn ta. Đúng là mắt tinh như chó mà. Vậy mà cũng bị ngươi nhìn ra. Có điều có giở trò gì hay không, cũng phải thử mới biết được. Nào mời ngươi ngồi. Á đủ, Lý đại nhân, các vị đại thần đều đang ngó kìa. Còn không mau ngồi xuống. Vâng vâng ạ. Bệ hạ à, thần làm quan đã bao nhiêu năm, có sóng gió gì thần chưa nhìn thấy chứ. Nếu như thần có chớp mắt hay nhân mặt thì méo xứng làm hình bộ thượng thư nữa. Lý đại nhân đúng là nam tử hán mà. Coi cái phong cách của ngài ấy đúng là đẹp trai lai láng mà. Cũng chỉ là một cái ghế thôi, có thể làm gì ta chứ. Bệ hạ bắt đầu đi. Khang tử à, chấm lớn thế này rồi cũng chưa thấy đứa nào gan như vậy luôn. Nếu ngươi đã nhất quyết muốn thử, vậy thì bắt đầu thôi. Người bớt xàm xí đú đi, chiếc ghế này ngồi cũng phê mà. Nhanh lên nếu không, chấm thưởng ngươi 30 cái đập. Tên gian thần không tin là cái ghế vô tri của hoàng thượng lại có thể khiến mình xì khói đầu và cái kết. Các ngươi chạy cái mẹ gì chứ, đừng có vội chứ, rồi ai cũng được thử thôi. Khang tử à, Khang tử tỉnh lại đi chứ. Lý Khang, Lý Khang. Bệ hạ à, bệ hạ tha mạng, đừng hành hạ thần nữa. Thần biết sai rồi, bệ hạ tha cho thần đi mà. Khang tử à, nếu ngươi còn muốn đấu dùng hình với chấm, chấm sẽ ship cái ghế này cho, dược điện miễn phí mỗi ngày. Bệ hạ tư chất thiên phú, thành tích tra tấn không ai có thể sánh bằng. So với người thần chỉ là con kiến bé xíu, con kiến bé xíu siêu. Không ngờ mà bệ hạ, quả thật là tinh thông nghệ thuật tra tấn. Những bảo bối như này điêu luyện sắc sảo, chỉ có bệ hạ mới có thể chế ra được. Sao giờ mới phát hiện bệ hạ lại cao tay như vậy. Im miệng hết đi. Này Khang tử, không phải trước kia người nói nếu như có cao mày thì không xứng làm hình bộ thượng thư sao? Hứm, cái tên nam như này, cái miệng cứ chóe chóe, lời ngươi nói còn tính không? À đúng rồi, bệ hạ, thần không phải là đàn ông, thần không phải đàn ông vì cái chức này của ngươi. Đến đàn ông cũng không muốn làm nữa à? Được, toại nguyện cho ngươi. Người đâu, hộ tống thượng thư vào phòng tịnh thân. Cắt con cúc. Ôi bệ hạ đừng mà, đừng mà, bệ hạ, thái sư kêu tôi, thái sư kêu tôi, chẳng làm được cái méo gì. Đúng cái tên phế vật, từ cổ chí kim chưa từng nghe nói đến hoạn quan có thể làm thượng thư, cho nên sau này đem thượng thư, à không, đem công công đuổi ra khỏi cung, giáng chức xuống dân thường. Bệ hạ, người đối xử với quần thần như thế không sợ ông trời trừng phạt sao? Ở cái mỏ hỗ này ngươi muốn đỡ đạn thay hắn à? Nào nói cho chậm biết ngươi đang giữ chức quan gì. Thần lễ bộ thượng thư viên hoàng. Ây dô, lễ bộ thượng thư muốn cơ thể à? Hiện cái mỏ hỗn của ngươi hả? Được, ngươi đợi đấy. Ngươi dám, dừng tay, lão tặc này không nên nết. Có biết thiên hạ này muốn ăn tươi nuốt sống ngươi không? Mỏ hỗn ư, thần không dám.
nhưng Trung Thành khuyên ngăn chính nghĩa, khiến tên hung quân ngươi bị mắng tới đổ máu chó. Và còn ồn ào, tên vô học nhà ngươi từ xưa ăn cơm nhà vua thì phải tận trung với vua, ngươi hưởng bổng lộc của ta, đảm nhận chức quan ta cho, lại lừa dối bưng bít thánh thượng. Vương Lãng, không phải. Viên Hoàng, ngươi thân là gà chiến của ta, phải vì dân giúp nước, giúp nước hưng thịnh, không ngờ tên phản tặc nhà ngươi âm mưu chiếm đoạt ngai vàng, đúng là nghiệp chướng nặng nề, trời đất không thể dung thứ. Người ngươi ngậm cái mỏ lại, cái ngưỡng nhà ngươi cũng xứng nắm chức lễ bộ thượng thư, đúng là chuyện nực cười nhất trên đời, là điều vô lý nhất thiên hạ này mà. Ha ha ha, người người dối vua lừa vương, bán nước cầu vinh, ngươi nên cục cái pha xuống đi, trước mặt chủ nhân mình cầu xin lòng thương xót, bợ đít su nịnh, cầu xin người thưởng cho thêm vài cục xương. Sau đó ta chưa làm được cái méo gì cho đời, chỉ biết nhếch môi chìa mép giúp Tào Tháo ngược đãi. Ngươi dám ở trước mặt trẫm vung kiếm ra oai, suy đoán tầm bậy, thần thần thần, một lão tặc thất học sắp đi chầu ông bà, lúc đó ngươi còn mặt mũi đứng trước mặt tổ tông ta, tên gian thần thứ hai, để ngươi sống đúng ủ cơm, sống không để đức cho con cháu. Chỉ biết chìa môi nhếch mép tiếp tay cho gian thần, một con chó què quặt cũng dám đứng trước mặt trẫm, sủa ẳng ẳng, dương dương tự đắc, trẫm chưa từng gặp người không biết xấu hổ như vậy. Ồ, hữu dụng như vậy sao? Ra các thừa tướng đấu với gian thần đó phải là người. Lão thần năm nay mới có 44 tuổi, 44 cũng chết được rồi. Ha 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 ha, ôi viên đại nhân, viên đại nhân. Ngỏm rồi. Bệ hạ, bệ hạ, người mắng chết viên đại nhân rồi. Thì sao, trẫm còn phải thương xót cho tên gian thần này à? Lại là một tên phế vật. Bệ hạ dùng lời lẽ cay nghiệt khiến một lão tướng đăng xuất không sợ thiên hạ phẫn nộ sao? Bị con dân chỉ trích sao? Ngươi lại là củ lìn nào đây? Bệ hạ thật là hay quên quá đi, đến binh bộ thượng thư cũng không nhận ra. Ờ thì ra ngươi chính là binh bộ thượng thư, ngươi xía vô đây là có ý gì? Ồ, muốn đứng ra bảo vệ tên gian thần kia sao? Thần muốn so tài với bệ hạ. Ồ, ngươi cũng muốn so à? Không sai, bệ hạ vừa mới may mắn thắng, thần coi mà thấy ngứa mắt á, nên thần bạo gan xin bệ hạ chỉ giáo. Nếu bệ hạ không dám thì hãy tự thừa nhận, bớt xàm lìn lại, nói nhiều phí lời làm gì, muốn so tài cái gì thì cứ sủa đi. Thần thân là binh bộ thượng thư, phụ trách binh lính cả nước, đương nhiên là sẽ đấu võ với bệ hạ rồi. Đấu võ? Hành vi thiếu suy nghĩ và liều lĩnh như vậy trẫm coi thường. Hứng, thần dùng vũ lực để xây dựng đất nước, các vị vua trước giờ đều có thể cưỡi ngựa và chiến đấu, xuống ngựa trị quốc, nhưng kiệt đức hạnh tuyệt vời. Nhưng đến lượt bệ hạ lại chỉ biết một số kỹ năng kỳ lạ và tục tĩu để che mắt người đời. Cái này chém chém giết giết kiểu này quá chán, lại hủy hoại môi trường. Ta đề nghị chúng ta hãy so tài thơ ca đi, e là cuộc so tài hôm nay bệ hạ muốn so tài thì so, không muốn so cũng phải so. To gan lớn mật, ngươi muốn làm gì? Thị vệ trong điện đâu? Kéo tên này xuống, chém đầu thì chúng. Bệ hạ để thần chiêm ngưỡng công phu của ngài đi. Không, đây nhất định là do lão tặc sắp xếp rồi, muốn dùng đao thương không có mắt, mượn cớ cho mình đăng xuất. Ái khanh, nghe ta nói, nghe ta nói, nguy hiểm đến tính mạng, cẩn thận tính mạng. Ha ha ha, trẫm đã nói với ngươi nguy hiểm tính mạng, ngươi lại không tin, nhất quyết muốn đâm đầm vào chỗ chết, cứ chạy nhảy. Bây giờ thì hay rồi, gáy không nổi nữa rồi phải không? Đây đây đây, đây đây đây, sao có thể như thế được? Còn ai nữa không? Ha ha ha, con boy boy nào không sợ, muốn so tài với ta nào? Ló đầu ra đây, ta là ông Hà Thái Sư. Bệ hạ, thần thần vạn lần không dám. Ồ, thế thì tiểu tử ngươi hả? A a a, bệ hạ, a a a ha, a a a, thưa bệ hạ, bệ hạ, thần không dám. Bệ hạ, xin hãy, bệ hạ, xin hãy tha mạng, xin tha mạng. Hu hu hu, cứ nhất quyết làm chẳng phải nóng, các ngươi mới hài lòng.
Hà, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không lối ngươi cứ đâm đầu vào. Là ma thuật gì lại mạnh mẽ như vậy? Súng lục, cách 7 bước giết người chớp nhoáng, thật khủng khiếp. Một phát súng 7 bước, trong vòng 7 bước, vừa chuẩn vừa nhanh. Bây giờ thật mong tiễn lão tặc một phát lên mây, nhưng đạn có hạn, giết hắn xong coi như bỏ mạng của hắn. Lỡ mà nổi loạn, đó chẳng phải rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan rồi sao? Muốn xử đẹp hắn phải ra kế lâu dài. Bệ hạ xin đừng giết thần, xin đừng giết thần. Các ái khanh đều là gà cưng của chấm. Chấm vô duyên vô cớ dại hại các ngươi chứ. Các ái khanh còn có việc gì sao? Không có chuyện gì nữa thì bãi triều đi. Không có, không có chuyện gì. Bệ hạ, tối nay còn chuẩn bị một buổi yến tiệc cho lễ đăng quang của người. Hy vọng bệ hạ có thể hạ giá quang lâm. Thần xin cáo lui. Ái phi, ây ái phi. Yến tiệc tối nay lão tặc chắc là hồng môn yến. Người biết là tốt rồi. Vậy thì sao chứ? Không phải là binh đến thì tướng ngăn, nước đến thì này, chấm hôm nay đã thắng lớn, lấy lại một phần uy lực hoàng gia, khôi phục lại quyền lực của hoàng vị rồi. Hứm, chỉ là chó ngáp phải rồi mà thôi. Nàng có biết nói chuyện không vậy? Đây rõ ràng là phản ánh sức mạnh của chấm. Ta khuyên người đừng nên quá khích. Ái phi à, chấm tối nay rất vui. Hay là cùng chấm ăn mừng lần nữa đi. Không đứng đắn. Ây dồ, ái phi à, trông nàng vừa cự tuyệt vừa hoan nghênh, làm tim chấm nhảy như múa nè. Cứ cho là người đánh bại Vương Chấn, người cũng chẳng thể ngồi vững được giang sơn này. Như vậy là có ý gì? So với hoàng hậu thì Vương Chấn chẳng là cái mẹ gì. Hoàng hậu, chấm vừa đá được ngai vàng, còn chưa sắc phong hoàng hậu, lấy đâu ra hoàng hậu chứ? Là hoàng hậu của tiên hoàng. Ồ, thì ra là con ghẹ chúa của em trai tôi ơi. Hứng, chấm lại mong được chiêm ngưỡng nhan sắc của em dâu đây. Anh trai của hoàng hậu Mộ Dung Thiền, Mộ Dung Hùng đang trấn thủ biên cương, đại tướng quân trấn thủ phía bắc với 20 vạn quân. Người có phạm nổi ông ta không? Dữ vậy sao? Chọc không nổ rồi. Nhưng người đã đắc tội rồi mà, ngay trước người còn tại vị. Hoàng hậu và phụ thân của đại tướng quân bởi vì can gián chính trực bị người tống bố nó vào thiên lao, cuối cùng chết trong đó. Ôi cái gì thế? Cái tên này chết rồi còn báo nữa ba. Để lại một bãi chiến trường, khiến mình không chết cũng ngáp thấy mẹ rồi. Bệ hạ của chúng ta còn có thể cười được không vậy? Hứm, 30 chưa phải là Tết. Vui cùng chấm trước đi. Nào, ha ha. Bệ hạ, chuyện gì vậy ba? Lại đúng lúc này phá hỏng chuyện tốt của ông mày. Không nhìn thấy quần của ông mày sắp tụt hay sao? Bệ hạ trước kia ngài bảo chúng thần rước Phượng Hoàng trở lại cung, bây giờ đang ở Can Thanh cung, nên làm gì? Xin bệ hạ ra lệnh. Phượng Hoàng là con gà đất đó á hả? Nhốt nó vào trước đi, sao còn có thể gáy o o o như một chiếc đồng hồ báo thức. Ấy, có rồi nè. Chúng ta đi. Không phải vậy chứ? Sao lại như này rồi? Hắn rõ ràng là một tên vô dụng. Một năm, tên boy boy này lại thay đổi lớn như vậy. Xem ra trong thời gian quản thúc một năm, hắn có tài mà luôn giấu nhẹ đi. Minh Công, tên phế vật này hôm nay quá kiêu ngạo, độc đoán và bợ đít ra oai, có thể nói là đã chiếm thế thượng phong. Làm tôi nên phải làm gì đây? Thái sư, trước đây đã chuẩn bị sẵn hai kế sách phòng trong trường hợp một khi kế hoạch thất bại, liền ra kế còn lại. Ngon lành cành cành đào luôn. Ta bổn thái sư đã sàng qua sàng lại mới chọn, thấy thế nào? Thái sư à, đây là tối nay chuẩn bị cho tên phế vật đó một bất ngờ. Ha ha ha. Nếu như boy boy thối đó không nghe lời, vậy thì cứ để cho các thích khách của Bạch Liên giáo lật đổ hắn lần nữa. Tân hoàng đế băng hà, thái sư lại nuôi một bù nhìn mới thì lại quá là ok la cho sự nghiệp của ngài rồi. Chúc mừng bệ hạ. Ha 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 ha. Hey hey, hey hey, tiểu trác tử, đem con gà này đến nhà bếp cho chấm nấu súp gà ăn coi. Bệ hạ, đây là phượng hoàng đó, phượng cái đầu ngươi mà phượng. Chấm nói ngươi nghe không rõ à? Nếu không đi,
ta nấu súp ngươi luôn giờ. Vâng vâng vâng. Muốn rắc thêm muối cho yến tiệc phải không? Vậy để ông đây hầu tới cùng. Hoàng thượng giá đáo. Vi thần tham kiến bệ hạ. Tham kiến quý phi nương nương. Hôm nay trẫm đăng quang, mọi người cùng ăn mừng. Này các quan đại thần, mặt đừng căng như dây đàn thế chứ, giãn cơ mặt quẩy lên nào. Ha ha ha. Vào việc, tạ bệ hạ. Dừng. Bệ hạ, nếu người không có mút xem biểu diễn thì để thần chi tiền mời đến ban nhạc thiên hương đến góp vui cho người. Hà, ban nhạc thiên hương ư? Quốc sắc thiên hương, nghe danh đã lâu. À ha ha ha. Hứm, mấy cái lũ giả đầu các người vừa nghe thấy nữ nhân là cứ tơm tớp cả lên. Ha ha ha. Thái sư, còn chần chờ gì nữa, còn không mau gọi lên nhanh. Hà, ha 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 ha. Hoa đẹp giữ chèn đất ơi. Đây là quốc sắc thiên hương đó hả? Đúng là chó nhìn còn chê mà. Ăn mặc quá quê mùa rồi. So với mấy video trên mạng của mấy chị đẹp uốn éo nhảy nhảy đồ còn thua xa. Bệ hạ, video là cái méo gì dạ? Đó là một nơi bán thân kiếm tiền. Chỉ cần có tiền thì có thể trêu ong gẹo bướm cho chuyện tình dục. Boy boy thối này, lại giở trò quải quý gì đây? Chắc không phải là... Thái sư, khanh làm gì vậy? Ha ha, chả có gì, khanh đừng sợ. Tối nay trẫm không mang theo súng. Trẫm cảm thấy cơm canh dạo này khó nuốt quá, muốn tìm chút gì đó ngon ngon cải thiện bữa ăn của mọi người đó mà. Ha 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 ha. Tức ói máu mà. Thái sư, hạ hỏa, lấy đại cuộc làm trọng. Bệ hạ, ngự thiện phòng tập trung tất cả các đầu bếp nổi tiếng trên thiên hạ, mỹ vị nhân gian đều rất ngon rất tuyệt vời. Cái mỏ của bệ hạ cũng gian xảo quá rồi. Gian xảo gì chứ, ngài ấy ở ngay trước mặt chúng ta làm bộ làm tịch đó mà. Nói các ngươi ếch ngồi đáy giếng, chưa có sai. Xem ra các ngươi thực sự chưa từng hốc qua món gì ngon. Hôm nay chẳng phải để các ngươi mở mang tầm mắt mới được. Ha ha ha. Bệ hạ, đây là thứ mà người gọi là cho chúng vi thần rửa mắt sao? Trẫm là hoàng đế không vội, tên thái giam ngươi vội cái gì? Thần thần. Ha ha, lết qua đây. Thử xem. Nào. Vi thần muốn xem. Có gì mà ngon chứ? Nào thử cái này đi. Ôi mèn đất ơi, ngon tuyệt cú mèo. Không ngờ trên đời này lại có món ngon đến như vậy. Thực phẩm cao cấp như này thường chỉ cần chế biến đơn giản nhất. Các ngươi đừng để hắn đớp một mình như thế chứ. Ha ha ha. Nào nào, nào, mau qua đây. Có thể ăn được mỹ vị, bổn quan không còn gì hối tiếc nữa. Bệ hạ, sáng tạo ra món lẩu quả thực là một thiên tài. Thái sư việc gì phải tức giận chứ, trẫm cũng chuẩn bị cho khanh một phần.
người đâu? Đem phần súp đại bổ chấm chuẩn bị cho thái sư đến đây. Xem ra, thái sư rất thích canh đại bổ phượng hoàng mà chấm đã chuẩn bị cho khanh. Phượng hoàng sao? Cổ nhân có câu, có qua có lại có tọa lòng nhau. Cho nên chấm mới đem con gà thái sư tặng chấm hầm lên, để thái sư bồi bổ thân thể. Người, người, ha ha ha, cảm động như vậy cơ à? Không cần phải khách sáo với chấm. Thằng danh, ngươi hiếp người quá đáng rồi. Lão già khốn kiếp, ba ngày ban mặt dám đe dọa bá quan. Bức chấm thoái vị, dã tâm chành ảnh. Ngươi thực sự nghĩ chấm là một kẻ ngốc, sẽ nhẫn nhục chịu đựng, sẵn sàng trở thành con rối của ngươi sao? Ha ha ha, nếu bây giờ đã lộ đuôi cáo ra rồi, vậy bổn thái sư cũng không khách sáo nữa. Người đâu, dã thằng oát con này ra bã cho ta. Thái sư, thái sư, xin người đừng manh động, lấy đại cuộc làm trọng, lấy đại cuộc làm trọng, lấy cái đầu ngươi mà lấy. Sau khi bổn thái sư chết, quản hắn làm cái mống gì nữa. Người đâu, đem thằng oát này băm thành trăm mảnh, phân khúc đóng thùng xốp cho ta. Lão béo chít tiệt, có ngon thì nhào dô coi, để xem ngươi có bản lĩnh gì, dám đắc tội với ta. Ha ha ha, em thích thì anh chiều, đừng qua đây, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi dám tiến thêm một bước, ta sẽ cùng các ngươi đi chầu Diêm Vương. Hỏng rồi. A a a, thái sư, câm miệng, đứng im, tổ quốc sẽ ghi công ngươi. Lão béo chít tiệt, xem bộ dạng hèn nhát của ngươi kìa, chấm đã nói tối nay không mang súng lục thì là không mang. Ha ha ha, không ngờ tên vô tích sự ngươi vẫn còn khá thành thật đó, có điều không mang súng là điều hối hận nhất đời ngươi. Hứm, con chó giả, chấm không có súng lục bên mình, nhưng chấm lại mang theo lựu đạn. Ha ha ha, lựu đạn sao? Là cái mẹ gì vậy? Ta còn chưa nghe qua bao giờ. Vẫn là súng lục lợi hại. Cái tên đếch ngồi đáy giếng như ngươi, không biết trời xanh mây trắng là như nào. Núi này cao còn có núi khác cao hơn. Quả lựu đạn bất khả chiến bại này của ta, chỉ cần kéo một cái, tất cả đều tan thành mây khói. Ha 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 ha. Nghĩ bổn thái sư là đứa trẻ ba tuổi mà sao? Bị ngươi bịt chứ. Chút trò trẻ con này ngươi cứ để dành, xuống âm phủ lừa Diêm Vương đi. Còn ngươi ra đó làm gì? Lên xử đẹp hắn cho ta. Ngươi đừng qua đây. Sao lại không tin chứ? Người xưa không biết thứ này, sớm biết lẽ ra mình phải làm sao đây? Làm sao mình đây? Không thể với bọn chúng đồng quy vô tận được, vậy thì quá thiệt rồi. Sao có thể chứ? Có quân tiếp viện, đây là tác phẩm của ái khanh nào vậy? Đúng là nắng hạn gặp mưa rào mà. Hoàng hậu nương nương, đại tướng quân trấn thủ phía bắc tới. Mộ Dung Hùng, Ngự Lâm quân. Ngự Lâm quân đâu? Khóa mỏ lại, khi ngươi ức hiếp bệ hạ, binh của ta đã giết hết đám chó săn của ngươi rồi. Cái gì? Lão tặc Vương Trấn lần này thảm rồi. Hứm, vi thần kính cẩn chào đón đại tướng quân ạ. Quả thực lực sát thương hơi mạnh đấy. Vương Trấn, bổn cung và tiên đế đã sớm dự liệu ngươi sẽ nổi loạn, trước đó đã phái người mời huynh trưởng ta thống lĩnh đại quân về kinh hộ giá. Không ngờ huynh trưởng ta ngày đêm chịu sương vượt gió, vẫn đến muộn một bước. Hoàng hậu, hoàng hậu nương nương, đây hoàn toàn là chuyện vô căn cứ. Bổn thái sư tận trung kính cẩn với đế vương. Kẻ ác không lòng vòng, quả thực là một võ sĩ. Vương Trấn mưu hại tiên đế, phò trợ thái thượng hoàng, kẻ phản loạn giờ đây đã bị trừng phạt. Ai dám phản đối? Đại tướng quân thật uy vũ, đại tướng quân thật uy vũ. Hôn quân đã đến lúc bổn cung phải giết ngươi báo thù cho phụ thân. Thôi bỏ mẹ rồi, nắng hạn gặp mưa rào gì chứ, đây rõ ràng là đến đòi mạng mà. Hôn quân chết đi. Thủ hạ lưu tình, thủ hạ lưu tình. Huynh trưởng, huynh làm vậy là sao? Tiểu muội, muội không thể đích thân giết hắn, nếu không thì Mộ Dung gia ta sẽ phạm phải đại tội mưu sát vua. Chú nói chí phải. Câm miệng đừng phí lời. Hoàng hậu chị ơi, bất kể bệ hạ đã làm gì sai, ngài ta cũng là hoàng đế. Chị dám giết người, đó chính là giết vua, khẩn xin hoàng hậu nương nương cân nhắc kỹ. Đại càn không thể chịu loạn được nữa. Bổn cung hiểu ý các ngươi, nhưng thù giết phụ thân bổn cung không thể không báo. Đêm nay bổn cung nhất định phải lấy thủ cấp của tên hôn quân này để an ủi linh hồn của phụ thân trên trời. Nghe chấm nói một lời rồi ra tay cũng chưa muộn. Sự thật mất lòng, chấm trước đây không hiểu chuyện, đem ông già Tống Thiên Lao, chấm cũng không ra lệnh cho ông già tự sát mà. Việc đến nước này, ván đã đóng thuyền. Bây giờ ngươi nói những điều này không phải là quá muộn rồi sao? Chấm vẫn còn có điều muốn nói. Còn điều muốn hoàng nói. Hậu đừng ỷ người nhất thời muốn báo thù, mà để lòng trung thành từ trước tới giờ Mộ Dung gia của người một chốc tan thành mây khói. Ngươi, ha ha, rén liền. Hoàng hậu à, vấn đề nan giải về lòng trung thành từ cổ chí kim,
bệ hạ thật là có tài hùng biện. Miệng lưỡi trơn tru, he he chê cười rồi, ha ha ha, nhưng thần muốn nói, ngai vàng này. Nếu như họ Khương có thể ngồi vào, vậy Mộ Dung ta cũng có thể ngồi vào. Chết đi một tên đồng trác, thì lại đến một tên Tào Tháo. Có thôi đi không trời, không được đâu đại tướng quân. Vạn lần không là vậy được. Đúng đấy đại tướng quân, cho dù hoàng vị do ai làm, bắt buộc phải họ Khương. Chu Công lo xa quá rồi. Vừa nãy ta chỉ nói giỡn với bệ hạ thôi. Mộ Dung thị luôn trung thành với đại can. Trên có trời dưới có đất có thể chứng giám, sao có thể mưu tính xoán vị được chứ. Nhưng vừa hay có lời nói của Chư Công, ngai vàng này phải đổi người thích hợp hơn. Ha ha ha, đại tướng quân không cần đổi, không cần đâu, ta cảm thấy ta rất thích hợp. Ngươi thích hợp sao? Trước khi ngươi thoái vị đã làm ra những chuyện trên trời dưới đất. Lịch sử trăm năm qua, ai dám làm ra chuyện như cái này. Con người mà ai mà không có lúc sai chứ. Ta đã hối cải hoàn lương rồi, đã sửa sai rồi. Sửa sai sao? Ai tin nổi? Xem ra ta nên sớm ngày lấy đi cái đầu của người. Đợi đã, có đủ rồi chưa? Thật là, có chịu nói đạo lý không? Kinh thành hai tuần nay không có hột mưa, mùa thu hoạch coi như toang rồi, chi bằng bệ hạ cầu trận mưa đi. Cầu mưa hả? Đúng thế, bệ hạ thân là vua, quy chức phụng thiên điện, cung kính để cầu mưa. Ông trời sẽ thương tình mà ban mưa. Cái này phải dựa vào khoa học đó, chứ liên quan gì tới ông trời. Nếu như cầu mưa không được, chính là do làm vua mà không bị ông trời trách phạt, các thiên hạ bị vạ lây bởi bệ hạ. Vậy thì bệ hạ, người phải quỳ trước trời và người dân để cầu xin tha thứ đi. Mộ Dung Hùng còn đều hơn cả Vương Trấn, lại khó đối phó hơn nữa. Hắn ta muốn dùng mưu kế giết ta, để người dân không nghi ngờ gì. Bệ hạ, ái phi, nàng đến rồi, ai cho người đứng dậy? Đại tướng quân nói rồi, nếu người không cầu được mưa, thì luôn phải quỳ. Tào tướng quân chỉ kiếm vào bệ hạ. Là có ý gì, muốn tạo phản phải không? Quý phi không cần phải trêu trò ở đây. Đây là ý của đại tướng quân. Bình tĩnh thôi. Lôi Công và Điện Mẫu đến, thần mưa thần gió cũng đến, nên chẳng mới đứng dậy để đón tiếp. Đặt ở đây, đặt đây này. Tốt tốt, mấy thứ quỷ quái này được không đấy? Có sự giúp đỡ của Long Vương, chỉ là một trận mưa, phất tay một cái không phải xong rồi sao? Ái phi, nàng cứ đợi mà xem. Nếu bệ hạ không quỳ xuống, thành tâm cầu mưa, mà lại đi dùng mấy thứ kỳ quái này, thật sự làm thần thất vọng đấy. Mấy người hiểu khỉ gì? Thôi xong hết cứu nổi rồi. Người đúng là vô dụng thật sự. Hai người các ông có thôi lầm bầm đi không? Bây giờ mở to con mắt nhìn cho kỹ, xem chấm làm sao hô mưa gọi gió, chuyển đổi càn khôn đây. Ta được rồi đấy, gió đây còn mưa đâu rồi. Bệ hạ đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa, nhìn hiện thực đi, nhìn lên trời đi. Hoàng thượng chơi ngu lấy đại bác ngã lên trời và cái kết không ai ngờ tới. Ta được rồi đấy, gió đây còn mưa đâu rồi. Bệ hạ đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa, nhìn hiện thực đi, nhìn lên trời đi. Mây đen đầy trời, đúng là mưa to thật rồi. Bệ hạ có thể cầu được mưa rồi, đúng là thần kỳ. Trẫm đã nói rồi, chỉ là cầu mưa thôi mà, đối với trẫm chỉ là chuyện còn con thôi. Mà có vài người lại không tin ta. Sao nào? Cảm giác tự vả, khó chịu lắm đúng không? Mưa rồi, mưa rồi, đúng là mưa thật rồi. Sao có thể thế này? Không lẽ nào hắn được ông trời chiếu cố sao? Có thiên mệnh hộ thân. Chư vị ái khanh, ta trở lại rồi. Có vui mừng không? Ngạc nhiên không nào? Ha ha ha. Người tốt thì chết sớm, kẻ xấu sống thọ ngàn năm. Đây không phải muốn để bách tính chịu khổ sao? Đây chắc chắn chỉ là tình cờ. Ây ây, trẫm không có bị điếc. Cái gì mà để bách tính chịu khổ? Trẫm đảm bảo từ nay trở đi, ngày tháng hạnh phúc của bách tính sắp đến rồi. Bách tính sắp có phúc rồi. Ông trời ban mưa, chứng minh ông trời không có chán ghét bệ hạ, không bỏ rơi đại càn chúng ta. Thần tin rằng lời bệ hạ nói đều xuất phát từ tâm. Các người xem, các người xem, đây mới là người có hiểu biết này. Vị ái khanh này, ngươi tên gì vậy? Đang ở chức vị gì? Thưa bệ hạ, thần là Ngô Quý, là hình bộ thị lang.
con rùa, đặt tên gì vậy nhỉ? Ta. Ngô Ái Khanh đúng là trí tuệ hơn người, là trụ cột của đất nước, đa tạ bệ hạ khen thưởng. Nhưng mà, thần đang có một vụ án cưỡng hiếp giết người, cần người đích thân thẩm tra. Vụ án gì vậy? Còn phải ta đích thân thẩm tra, vụ án này không tầm thường, ảnh hưởng đến mặt mũi của triều đình. Nói ra ta nghe thử, vợ hình bộ thượng thư trước đây là Triệu Kim Liên, tố cáo em rể là Lý Nhân Đức mưu sát huynh trưởng Lý Khang để cướp lấy chị dâu, sau đó bỏ trốn, bị quan phủ bắt được. Khương Tử chết rồi sao? Một đao đó không đến nổi chết người chứ? Vậy thì mau kêu người có liên quan lên điện đi, truyền người có liên quan vụ án vào điện. Thần phụ tham kiến hoàng thượng. Thần phụ tham kiến hoàng thượng. Ngươi chính là Triệu Kim Liên, vợ của Lý Triệu Thị. Vâng thưa bệ hạ. Cô nói em rể cô giết hại chồng cô, còn cưỡng hiếp cô. Đúng vậy thưa bệ hạ. Tên khốn này mặt người dạ thú, huynh trưởng đối với hắn tốt như thế, hắn ta lại. Cầu xin bệ hạ làm chủ cho thần phụ. Được được. Ngươi là Lý Nhân Đức phải không? Đúng vậy, thần bị oan thưa bệ hạ. Người im miệng, đúng là một chút đạo đức cũng không có. Vậy cũng đặt tên Lý Nhân Đức cho được. Đúng vậy, hắn đến cả súc sinh cũng không bằng. Ngươi lại là ai nữa đây? Thảo dân, hoàng thượng, giết huynh trưởng của thần. Giết huynh trưởng của thần, tình cờ bị thần phát hiện, sau đó bọn chúng liền bắt thần lại giá họa cho thần. Chẳng vẫn chưa hỏi tới ngươi thì đừng có mở mồm ra nói. Vừa nhìn ngươi liền biết là đồ tồi rồi. Một tên khốn như ngươi nên bị chôn sống. Đúng vậy, nên chôn sống. Tốt nhất là để hắn tự chôn mình đi. Ngươi kêu chôn sống là chôn sống à? Chẳng không thích đấy. Chẳng muốn phanh thây hắn. Phanh thây hắn. Bệ hạ, vụ án này cần phán quyết hung án giết chết Lý Khang trước, sau đó mới phán quyết vụ cưỡng hiếp Lý Triệu Thị. Kết luận phiến diện thứ tự không rõ. Đúng là hung quân. Chẳng biết các người kiến thức hạn hẹp, các cô thì hiểu gì chứ. Hoàng thượng, thần bị oan. Ngươi làm cái gì thế? Không nghe thấy hắn kêu oan sao? Lôi hắn vào đây lại mau. Cái tên không biết điều như ngươi, nói giết là giết, không phải coi mạng người như cỏ sao? Lý Triệu Thị cô nói đúng không? Không đúng. Sai rồi. Không đúng thưa bệ hạ. Sao người lại nghe tên đê tiện này được chứ? Ngươi dám nói trẫm sai sao? Hoàng thượng bớt giận. Cô ấy chỉ là bà nội trợ mà thôi, có biết gì đâu, cũng không có giáo dục tốt. Hoàng thượng đừng trách tội cô ấy. Hoàng thượng, thôi bỏ đi. Trẫm tha cho cô ta lần này. Đa tạ hoàng thượng. Mấy tên các ngươi, ai cũng nói đạo lý cả, vậy rốt cuộc ai nói sự thật đây? Hay là nghe đạo lý của trẫm đi. Ngươi nói có đúng không? Bệ hạ đang nói chuẩn rồi. Tạm thời không nói tới vụ án giết người nữa, nói cái vụ ngươi bị em rể cưỡng hiếp đi. Chấm hỏi ngươi, hắn ta sơi được ngươi chưa? Ta tứ chẳng mẹo. Ây, ngươi nói đại đi, ngại gì chứ? Cô ấy vừa mới mất chồng, lại còn bị sỉ nhục tới vậy, ngươi còn nói người ta như thế, không khác gì sát muối vào vết thương. Bây giờ kết luận thì sớm quá, chúng ta cứ cưỡi ngựa xem hoa thôi. Để đợi mà xem. Vậy bổn cung muốn xem thử ngươi có thể điều tra được cái giống gì. Lý Triệu Thị, chấm nói ngươi nghe, vụ án cưỡng hiếp này phân ra ba loại để xử lý. Ba loại sao? Bệ hạ, thần xin hỏi ba giai đoạn ở đâu ra thế? Hình bộ của chúng ta nhiều năm nay chưa từng nghe qua vụ này. Hình bộ các người phá không được án thì chấm có chiêu của chấm. Ngươi bớt xía vào đi, cứ học hỏi là được. Đúng vậy, đầu tiên chính là lươn lẹo, khua tay múa chân, phải chiếm được lợi thế, không thể bị thiệt. Cái loại này phải bị nhốt trong tù 2 tháng. Giai đoạn 2 chính là khua tay múa chân, xé quần áo đả thương người, phải bị phạt đánh 100 cái vào mông, bị đày về xó quê. Loại thứ 3 chính là đã sơi được con gái người ta, nếu sơi rồi thì lạ tội lớn, phải bị chặt đầu. Ta chính là loại thứ 3. Hắn ta sơi cô rồi à? Đây là mạng người đó, chỉ có nói miệng thì chẳng phải điều tra cho kỹ. Mời hoàng thượng kiểm chứng, nếu mà tra ra sự thật thì chấm sẽ quay lại xử tội cô đấy. Thần phụ nói lời nào cũng là thật, bệ hạ cứ việc kiểm chứng. Được. Được, đúng là chứng nào tật nấy. Lại giở trò Sở Khanh nữa rồi. Tên này háo sắc đến vậy, sớm muộn cũng không được lòng người dân. Xem ra bản tướng lo nhiều rồi. Tào Thành.
bệ hạ muốn thần đem cô ta xuống sao? Đem cái đầu ngươi đấy. Vậy thì ta muốn ngươi cưỡng hiếp cô ta trước mặt mọi người và cho chấm xem. Chấm muốn xem thử thành quả của việc cưỡng hiếp ra sao. Bệ hạ, điều này, cái này không được. Cái gì mà không được? Cưỡng bức là phạm pháp. Nhưng cái này chấm cho phép. Ngươi chỉ là chấp hành theo pháp luật thôi. Mà chấm chính là pháp luật. Nếu ngươi không chịu làm theo, vậy ta sẽ xử ngươi theo quân lệnh. Thần tuân lệnh. Nghe theo bệ hạ là tốt nhất. Ngươi biết thần họ Tào, rất thích vợ người khác. Thần sau này sẽ luôn theo chân bệ hạ. Thần sẵn sàng nhảy vào biển lửa vì người. Nhanh 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 lên. Ta xin lỗi vị phu nhân này. Quân lính phải nghe theo lệnh vua. Là con người ai cũng có lúc sai lầm. Chúng tôi đi lính nên tay chân vụng về, cô phải bỏ qua nhé. Tào Thành, người cứ nói nhăng nói cuội gì vậy? Mau thể hiện lẹ đi. Vâng. Ta, ngươi đúng đàn bà luôn đó. Có chút việc cũng không làm xong. Tên kia, có thuộc hạ. Bệ hạ thánh minh, thần làm ngay đây. Bệ hạ nói sao thần làm vậy? Thôi được rồi, ngươi đừng làm chấm mất mặt nữa. Nhìn bộ dạng mèo mướp của ngươi đi, đứng lên đi. Nuôi lính ngàn ngày chỉ dùng cho lúc này, mà nhiệm vụ dễ như thế cũng làm không xong. Sau này sao đem binh giết giặt được? Các ngươi còn không bằng một tên yếu đuối nữa. Lý Triệu Thị, hai người họ khỏe như thế còn không lột nổi đồ cô. Cô như này thì một tên trói gà không chặt, làm gì nổi cô đây? Cô lại ở đây ăn nói bậy bạ, vu khống ám hại người tốt. Hoàng thượng, Thảo Dân sai rồi. Vương Kỳ, nhân tình của ngươi nhận tội rồi. Bây giờ chân tướng rõ rồi, ngươi còn không nhận tội sao? Vương Kỳ, ngươi khi quân phạm thượng phải bị tru di cửu tộc. Ngươi tự cân nhắc đi. Tiểu nhân nhận tội. Hoàng thượng thánh minh. Hoàng thượng, Thảo Dân sai rồi. Vậy còn coi được. Hóa ra bệ hạ đợi bọn chúng sập bẫy phá án như thần cỡ này. Tuy rằng có hơi thô tục nhưng dù sao cũng là kế hay. Cách nghĩ của tên nhóc này có chút kỳ lạ, vô nhị, không thể coi thường được. Các vị ái khanh, ngươi nói coi thế nào? Ha ha ha. Chút trò vặt vãnh không thể coi là trí tuệ. Lời này của hoàng hậu sai rồi. Nhiều chuyện cần tích tiểu thành đại, ít mới thành nhiều được. Thì trí tuệ cũng vậy đó. Không có chút thông minh này thì lấy đâu ra trí tuệ? Lẻo mép. Đây sao gọi là lẻo mép được? Phải là nói rất chí lý. Bệ hạ thẩm vấn vụ án này ngàn kiếp mới được một lần. Người là vua một nước, không thể vì mấy trò điều tra án nhỏ nhoi này mà ra vẻ và tự mãn được. Đại tướng quân nói đúng lắm, tự cao sẽ làm người bị thụt lùi. Trẻ con dễ dạy. Được rồi, chuyện gia đình của Khương Tử đã giải quyết xong rồi. Các vị còn chuyện gì không thì mau bẩm báo đi. Bệ hạ ở đây, có chuyện gấp cần cấp báo, cần bệ hạ lập tức ra quyết định. Tối qua có tên tạo phản, Đại Minh Cung bị phản đồ phá hủy. Thần thỉnh cầu bệ hạ xây lại Đại Minh Cung. Thì ra là tu sửa cung điện. Ta còn tưởng là chuyện to tát gì. Vậy thì nghe theo lời ngươi. Đợi đã, đây có phải là một cái bẫy không? Hoàng Ái Khanh à, tài chính trong cung đang khó khăn. Đợi sau hẳn nói nhé, có cơ hội thì tu sửa sau. Nội thất của hoàng gia không chỉ liên quan đến mặt mũi mà còn đại diện cho uy nghiêm của triều đình, vẫn cần phải sửa. Đại tướng quân nói đúng đó. Mộ Dung Hùng, tên khốn này đang muốn bắt chước theo tên đáng chết Vương Trấn kia, muốn ta sống sa đọa để mất hết lòng dân. Người dân khắp nơi gặp họa, sống trôi giạt khắp nơi. Không phải nói quốc khố đang cạn không có đủ tiền sao? Trước mắt phải cứu dân. Nương nương nhân hậu hơn trời. Thần đây bội phục, đúng là triều đình không có tiền. Nhưng thần không thể dương mắt nhìn, danh dự của hoàng gia mất đi được. Thần nguyện hiến dâng chút tài sản vì hoàng hậu và bệ hạ, xây dựng lại Đại Minh Cung. Để chơi xấu được ta? Người hạ quyết tâm thế à? Ngươi nói thật không? Thưa nương nương, đất nước lâm nguy, thần nguyện góp chút sức lực là chuyện tất nhiên. Được vậy như ngươi mong ước. Hoàng Ái Khanh đúng là trung thành, đa tạ bệ hạ khen ngợi. Vừa hay chẳng có bản thiết kế, ngươi dựa theo đó mà làm đi, thần không thể tuân lệnh được. Đại hoàng, ngươi nói gì vậy? Nói lại xem nào. Thần nói thần không thể nghe theo người. Xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh. Ngươi to gan thật đấy. Dám kháng chỉ không nghe, không sợ ta trách phạt sao? Bệ hạ đừng hiểu lầm. Ý của thần là, thần không cần bản thiết kế gì đó của người. Ngươi đang dạy chấm cách làm việc sao? Thần không dám. Thần chỉ cảm thấy, thần là chủ hình bộ nhiều năm nay, việc xây dựng
thần tự có tính toán, không cần bệ hạ phải bận tâm. Bệ đã tra án đã rất phi phàm rồi, không lẽ đối với việc xây dựng người cũng rành sao? Thiên hạ không thể có người cái gì cũng giỏi được. Làm vua chỉ cần lo cho thiên hạ thái việc khác để cho quan chức lo. Nếu như vua mà cái gì cũng biết thì cần tới nhiều quan chức làm trời gì? Ơi là muốn ở đây nói bóng nói gió ta. Bệ hạ tuy là thiên tử nhưng về việc xây dựng vẫn là nên để công thượng thư đại nhân toàn quyền xử lý đi. Thần nghiên cứu nhiều năm đã làm ra một bản thiết kế, mong bệ hạ sau khi xem qua có thể quyết định. Thật tuyệt vời, công bộ thượng thư đúng là trụ cột nước nhà. Thiết kế đỉnh của chóp như vậy trên đời này ai sánh được nữa, đúng là tài nghệ hơn người. Bệ hạ thấy thế nào? Hai từ thôi, rác rưởi. Bệ hạ người nói gì vậy? Ngươi giỏng tai lên mà nghe này. Trẫm nói bản thiết kế này không đáng giá một xu. Sao nào? Thứ rác rưởi mà không muốn người ta nói à? Bệ hạ người thật quá đáng. Người đúng là độc đoán. Bỏ đi. Ai bảo người ta là hoàng thượng? Xem ra lúc trước các ngươi tự vào vẫn chưa đủ rồi. Người đâu đến cung của trẫm? Lấy cái bản thiết kế tới đây để cho bọn chúng mở mang tầm mắt. Vâng bệ hạ. Đây là ghế điện. Tôi có ấn tượng với thứ này lắm. Bệ hạ cái này là, đây không lẽ là bản thiết kế? Sao to thế? Đây chả phải bản thiết kế gì, nó còn ghê gớm hơn thứ đồ kia nhiều. Đây đúng là bảo vật. Các vị ái khanh, hãy mở to mắt ra mà xem. Tiếp theo đây sẽ là thời khắc thấy được sự kỳ diệu. Vậy thần muốn xem bệ hạ đang muốn giở trò gì. Yên tâm đi, không làm ngươi thất vọng đâu. Các ngươi xem đi. Hình như Hoàng Ái Khanh muốn nói gì đó. Đúng là vô cùng tuyệt vời. Thần chưa từng thấy qua vật nào tinh tế đến thế. Đây đâu phải là bản thiết kế nữa, đây là một cung điện thật sự. Thiết kế hiếm thấy trên thế giới này. Cái tên này rốt cuộc làm sao nghĩ ra được? Báu vậy này mà bán đi phải đáng giá hơn 2 vạn hoàng kim đó. 2 vạn mà đủ à? Vật quý hiếm thế này, giá trị cực lớn đó. Đúng vậy, cái này là được so với khu biệt thự ở thời hiện đại đấy. Kết cấu như này nhìn phát biết ngay Hoàng Ái Khanh hoàn toàn có thể dựa vào đây mà tu sửa. Không thể ngờ bệ hạ không chỉ giỏi về tra án mà còn bá đạo về mặt xây dựng thế này. Chỉ mỗi vật này có thể thấy đẳng cấp của bệ hạ đã vượt xa tất cả các nghệ nhân rồi. Có thể trở thành một bậc thầy đó, được mở mang tầm mắt rồi phải không? Thần phục rồi. Thiên tài trong thiên hạ có 10 cấp thì bệ hạ là vô địch rồi. Hãy nhận của thần một lạy. Lại dám trở mặt như bánh tráng, đi bợ đít hắn ta. Loại ba phải như ngươi, ta đếch thèm. Đồ Azur, chỉ biết hùa theo. Đúng là hung quân thì đi kèm có sàm thần. Hoàng Ái Khanh, nào đem cái mô hình này để tu sửa cung điện đi, tôi đang mong chờ nó. Thần sẽ làm bệ hạ mở mày nở mặt. Đợi đã, thần không đồng ý. Ngươi lại kiếm chuyện gì đây? Bệ hạ, hiện nay dân chúng khắp nơi đang bị đói khổ, đang cần tiền để trợ cứu. Vậy nên, vật này đáng giá như vậy. Vậy có thể bán nó đi để đổi lấy tiền cứu trợ. Mong bệ hạ đồng ý. Mơ đi. Cái này là bệ hạ giao cho ta, ai cũng đừng mong cướp được nó trong tay ta. Trương đại nhân nói đúng đó, bệ hạ nên để cho Hoàng đại nhân làm theo bản cũ của ông ta để tu sửa Đại Minh Cung. Còn về cái này thì bán đi, đổi lấy tiền cứu trợ. Mong bệ hạ phê chuẩn. Muốn sửa chữa cung điện là người, muốn cứu trợ cũng là người. Đây là muốn coi ta là con rối chơi sao thì chơi à? Bệ hạ, không thể. Thật ra muốn có tiền thì nhiều cách mà, không nhất định phải đem bán cái này để đổi lấy tiền. Dựa vào việc người dân khổ cực, tiền cứu trợ này phải cần tới 500 vạn. Đúng vậy, nếu như bệ hạ không bán cái này đi thì không biết khi nào mới có đủ 500 vạn. Trẫm tự có cách. Nhưng thời gian này, được, bệ hạ đã nói trong vòng 3 ngày sẽ có đủ 500 vạn. Không sai, huynh trưởng có quá đáng lắm không? Hoàng hậu, muội thử hỏi các vị đứng ở đây, có nghe thấy thế không? Chúng tôi đều nghe thấy. Lời nói của vua như vàng ngọc, một khi đã nói ra, không thể rút lại được. Thần tin là bệ hạ nhất định không làm người dân thất vọng. Ta, ngươi. Cái này làm sao đây? Bệ hạ không phải
có rất nhiều đồ chơi thần kỳ sao, tùy tiện bốc đại cái nào ra đều đáng giá cả mà, thì cần gì lo lắng như vậy. Ái Phi nói chuẩn đấy, nhưng cái tên quạ đen Mộ Dung Hùng kia chỉ cho chẵm có 3 ngày. Kinh thành này làm gì nhiều đại gia thế, có thể trong 3 ngày lấy đủ tiền từ bọn chúng chứ? 500 vạn lận đó không phải là không được. Hà Ái Phi, nàng đừng giỡn với ta nhé. Bệ hạ có thấy qua thần thiếp nói đùa với bệ hạ bao giờ chưa? Đây là thanh lâu đó Ái Phi, chúng ta đang ở bên ngoài, bệ hạ nên đổi xưng hô đi. Vậy ta gọi chàng là Khương công tử, người gọi ta là Dương công tử, thế nào? Không phải, Ái Phi. Dương công tử, huynh đây là muốn làm trò gì vậy? Túy Tiên Lầu ở Kinh Thành là nơi tiêu tiền bậc nhất, có 3 thứ tuyệt nhất, đó là rượu, đồ ăn và gái đẹp. Khương công tử, huynh xem đi. Các vị quý nhân, đến giờ lật thẻ bài rồi. Lão bà kia, sao quen mắt thế nhỉ? Hình như gặp đâu đó rồi, xa quá nhỉ không rõ. Chúng ta đêm nay vẫn quy tắc cũ, mây mưa một đêm, giá cao thì thắng. Cô nương đợi khách quý đầu tiên của đêm nay là Hề Vân cô nương. Mời các vị ra giá. Ta trả 1.000 lượng để mua một đêm vui vẻ với Hề Vân cô nương. Ta trả 3.000 lượng để có một đêm nồng cháy với Hề Vân cô nương. Một đêm tình yêu đáng nhớ, ta ra giá 5.000 lượng. Cái này giống tuyển tú ghê, thú vui ở thời cổ đại các người cũng tiên tiến quá chứ. Ha ha ha, vừa mới ra giá đã ra giá cao tới trời vậy rồi. Dương công tử, lần này chúng ta ra ngoài mang theo bao nhiêu tiền vậy? Khương công tử không phải cho rằng tôi mang huynh ra ngoài để tìm thú vui đó chứ? Ta giỡn thôi mà, giỡn thôi. Chi khi ta ở trời, ta chỉ chung thủy với một người, huynh bỏ ra mau. Sau này xin mời cô nương thứ hai, Hề Nguyệt. 1.000 vạn cho Hề Nguyệt cô nương. Hôm nay cô là của ta, chỉ có 1 vạn mà cũng đòi tranh giành. Ta ra giá 2 vạn lượng. Người Kinh Thành, nhiều tiền đến thế sao? Kinh Thành tuy lớn nhưng khó sống, có thể sống an nhàn dưới chân thiên tử đều phải là con nhà giàu mới sống được. Hơn nữa, không tiền ai có thể đến nơi trăng hoa thế này chứ. Đúng ha, nói có lý. 3.000 vạn, bổn thế tử không tin còn có người có thể ra giá cao hơn. Ta ra 10.000 vạn, chỉ đổi một nụ cười của gái đẹp. Hề Nguyệt bái kiến hai vị công tử, để hai vị đeo lâu rồi, đúng là mỹ nhân tuyệt sắc. Đẹp thuần khiết đấy, có thể được công tử khen ngợi là phúc phần của Hề Nguyệt đây. Hơn nữa hai vị bỏ ra nhiều tiền như vậy, đúng là hiếm thấy, khiến Hề Nguyệt bội phục. Chút tiền ăn vặt ấy mà. Nhưng mà Hề Nguyệt chỉ có 1 tấm thân, mà hai vị có tận 2 người, không lẽ phải gọi thêm một cô nữa đến hầu hạ sao? Gọi thêm một cô nhé. Nhưng mà công tử yên tâm, ngang tầm với Hề Nguyệt, ở đây chúng tôi còn mấy người lận. Không cần đâu, mình cô là đủ rồi. Tôi sao? Sao thế? Không đồng ý à? Nhưng hai vị công tử có thể đảm bảo không thể Hề Nguyệt bị gì đấy nhé. Mượn cô dùng một lát thôi, không bị gì đâu. Có gì thì cũng là chuyện tốt mà, phải không? Ngoài ra xin công tử trả tiền trước. Trả tiền hả? Trả tiền gì? Chúng tôi ra ngoài không đem theo tiền. Công ý có ý gì đây? Người muốn ăn quỵt Hề Nguyệt sao? Cái này, ta không bàn tiền là không mang tiền, ta chỉ nói sự thật thôi, sao gọi ăn quỵt được? Từ lúc Túy Tiên Lầu khởi nghiệp đến nay, chưa từng gặp qua hai tên nghèo mà ra vẻ như hai người đây. Các người muốn làm cái gì? Bắt chúng lại, ta xem ai dám. Đừng cho là chỉ là tấm thẻ rách nát mà muốn ở Túy Tiên Lầu ta làm sằng làm bậy, đến thanh lâu mà không trả tiền. Hôm nay hai người không giải thích rõ ràng thì đừng mong rời khỏi đây. Là ngươi, ngươi đến đây rồi. Chỗ quen biết à? Đúng vậy, gặp lại người quen. Sai rồi,
là gặp lại kẻ thù. Thật không thể ngờ. Quay đi quay lại, ngươi cũng lọt vào tay ta. Lần này, coi ngươi chạy thoát kiểu gì. Bắt lại cho ta, đợi đã. Đều là người bị lưu lạc, gặp lại cớ sao phải tương tàn. Chuyện gì đến cũng đến. Ta đề nghị hay là chúng ta cười cái là hết thù hằn nhé. Nợ cũ ngày trước tính luôn một lần. Cái này đúng rồi đó. Vậy nợ cũ có thể bỏ, còn nợ mới thì sao? Không thể cứ thế cho qua được. Không có tiền thì thế này đi, ta có thể nhân từ, cho phép ngươi ở Túy Tiên Lầu làm để trả nợ. Đến khi nào trả đủ tiền thì lúc đó sẽ trả tự do cho ngươi. Đúng là tiền ta không có, nhưng ta có một thứ. Đẹp quá đi. Đúng là rất đẹp. Mỏng nhưng không lộ, mờ mờ ảo ảo. Mỏng như cánh ve sầu, mượt mà êm ái. Còn đợi gì nữa, còn do dự cái gì? Còn không nhanh tay mua một phần, mang về cho phu nhân. Tận hưởng đi. Đôi vớ tối nay, không cần 9 vạn lượng, cũng không cần 5 vạn lượng, chỉ cần 1 vạn lượng thôi. Số lượng có hạn, ai đến trước phục vụ trước? Ta trước. Được, màu nào đây? Đen, chính là màu đen. Màu đen, 1 vạn lượng. Màu trắng bao nhiêu tiền? Có mắt nhìn lắm, màu trắng 3 vạn lượng. Mắc quá rồi đó anh hai. Đỗ nghèo khỉ không có tiền thì tránh ra một bên đi. Đồ hiếm giá cao, đừng cản đường người khác. Bản thế tử muốn xem thử, có thằng ngu nào ra giá 3 vạn lượng không? 3 vạn lượng, ta mua. Tối nay, sẽ cho các ngươi một món hời to. Mà còn xem các ngươi có nắm bắt được hay không, vật phẩm cuối cùng tối nay. 10 vạn lượng. Thuốc này gọi là ngựa thái. Uống mỗi viên trước khi đi ngủ sẽ khiến các ngươi hưng hực mỗi đêm. Thêm phương thuốc này nữa, tổng cộng 50 vạn. Của ta, cho ta. Cho ta, của ta, ai nhận được đầu tiên thì là của người đó. Lần này thực sự phát tài rồi, có chỗ tiền này, còn quay lại làm gì? Nào. Anh hùng sở kiến lược đồng. Công tử. Chỉ cần cô không hồ đồ, bản công tử sẽ cho cô kiếm rất nhiều tiền. Công tử, huynh yên tâm đi, ta hứa sẽ nghe lời huynh, mong là thế. Bây giờ, người thông minh không nhiều đâu. Ái phi, chúng ta bây giờ kiếm được bao nhiêu rồi? Bệ hạ, người đã tạo nên một kỳ tích. Trong một đêm, đã kiếm hơn 500 vạn lượng. Nói vậy nghĩa là 500 vạn lượng cứu trợ thiên tai, chúng ta đã kiếm được rồi. Còn nhiều hơn thế, quá ngon lành. Lần này người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai có hy vọng rồi. Khương công tử, người ngủ chưa? Mama gọi ta qua đây để phục vụ người. Thời hạn là 3 ngày, còn 2 ngày nữa, bệ hạ còn không quên tiền. Lại vội vàng, triệu các quần thần. Thượng triều à, lẽ nào bệ hạ đã thu thập đủ 500 vạn lượng bạc cứu trợ thiên tai rồi? 500 vạn lượng bạc đó cũng không phải 500 vạn viên sỏi đá đâu. Theo lão thần thấy, đừng nói 3 ngày, cho dù là cho bệ hạ 3 năm, người ấy cũng không thể kiếm nổi số tiền này. Trương đại nhân nói có lý. Trong 3 ngày 500 vạn lượng khó như lên trời. Bệ hạ chắc là thất hứa rồi. Đó là người ấy tự mình nói đấy. Liên quan gì đến người khác, hai người kẻ hát người sướng à? Có thôi đi chưa? Bệ hạ, lão thần chỉ nói sự thật. Ông già kia, chấm nói cho ngươi biết, chấm không cần 3 ngày, cũng không cần 2 ngày. Chỉ cần 1 ngày, đã thu thập đủ 500 vạn lượng. Tiền cứu trợ thiên tai, cái gì? Lão phu không nghe nhầm chứ? Đêm ả dập. Vậy bạc đâu? Sao thế không tin à? Hay lắm. Cái gọi là sự thật, thì sẽ ít người biết được.
như lúc này đây. Bệ hạ, người còn chưa tỉnh ngủ à? Thôi đi ngủ chút đi, đừng có để các quần thần cười nữa. Các người đều bị ta tát vào mặt bao nhiêu lần rồi, sao không nhớ đời xíu nào thế? Chậm, bây giờ sẽ lấy tiền ra tát thêm cái nữa vào mặt các người. Thiên tử kim khẩu ngọc ngôn, đừng có nói xạo đó. Các người xem đây là cái gì? Thật đó, là tiền thật đó, tiền thông hành tứ hải. Một ngày kiếm hơn 500 vạn. Bệ hạ đúng là thần thánh mà. Cái này, sao ngươi làm được điều này? Hoàng hậu, đến từ bệ hạ, nàng cũng không muốn gọi sao? Không muốn nói thì thôi đi. Đây đúng là trời ban phước mà. Trời cao ban phước. Ái khanh, bình thân, nhớ đi theo trẫm, sau này ngươi tương lai sáng như đèn pha luôn. Sao lại như thế? Lẽ nào có kẻ đứng sau ủng hộ hắn ta, muốn tiêu diệt kế hoạch của bản tướng quân? Châm cá luôn, trong vòng một năm, để đất nước mùa màng bội thu, để nhân dân Đại Càn ta ai cũng đủ cơm ăn áo mặc. Bổn cung thừa nhận ngươi đã rất nhiều lần làm nên kỳ tích, nhưng mấy lời nói lớn lao như này ngươi không cảm thấy hơi quá hả? Cơm ăn áo mặc là chuyện muôn thuở, hàng ngàn năm còn chưa được giải quyết, bây giờ bệ hại phóng đại như thế, phóng đại. Đại tướng quân, cứ đợi xem. Trẫm chính là muốn mọi người trên thế giới đều rõ những vấn đề mà triều đại này không thể giải quyết, trẫm có thể. Những điều mà ngàn năm không thể làm được, trẫm có thể làm được. Ngô Hoàng khát vọng lớn là phúc của vạn dân. Bãi triều đê. Ngô Hoàng vạn tuế. Vạn tuế, vạn vạn tuế. Cho dù ngươi có thu thập đủ số tiền đó thì sao chứ? 30 chưa phải là Tết đâu, chúng ta cứ chờ xem đi. Nữ nhân này ngày càng xinh đẹp. Thiền Nhi, nàng ngầu lắm. Ngươi đến đây làm gì? Tất nhiên là trẫm nhớ nàng, nên đến gặp nàng thôi. Bổn cung không cho phép ngươi gọi ta như thế. Không gọi, không gọi. Nàng nói là được rồi, động chân động tay làm gì? Sau này đừng có như này nữa nhé. Bổn cung còn phải đợi hôn quân nhà ngươi đến dạy à? Những việc gần đây trẫm làm không phải rất tốt sao? Sao lại là hôn quân chứ? Chỉ là vài thành tựu nhỏ nhoi, ngươi đừng có mà tự luyến. Từ cổ chí kim, hôn quân nào mà không như thế? Vậy nàng nói nên làm thế nào? Muốn làm người đàn ông của bổn cung, phải loại bỏ hết những kẻ phản bội trên triều đường, để bách tính an cư lạc nghiệp, thiên hạ thái bình, sóng yên biển lặng. Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Thiền Nhi, nàng cứ xem đi, chấm nhất định sẽ làm được. Nói mùng ai mà chẳng nói được, ngươi sống ở trong cung, không biết bách tính bên ngoài khốn khổ nhường nào. Được rồi, bổn cung còn phải luyện kiếm, nếu không có chuyện gì, đừng có làm phiền bổn cung. Chưa gì đã đuổi đi nhanh thế. Cũng đúng, không có quà sao mà được chứ. Nhưng mà quà như nào mới ok đây? Cô ấy đâu có thiếu thứ gì. Đúng rồi, ta có Tiểu Kỳ Lân. Tiểu Kỳ Lân à? Cảm ơn người đó. Nếu không thì những ngày này đúng là uổng phí. Người đâu? Mau lấy mấy thứ này, đem đến Khôn Ninh cung cho trẫm. Vâng. Đây, bên này, bên này. Cẩn thận chút chứ, đừng có làm hỏng đấy. Bản cũng chưa nói với ngươi sao, không có chuyện gì đừng đến làm phiền. Ngươi muốn làm cái quái gì thế? Thiền Nhi, nàng đến đúng lúc lắm, trẫm đã chuẩn bị một món quà cho nàng. Quà? Ngươi cảm thấy bổn cung cần quà hả? Biết ngay nàng sẽ nói vậy mà. Trẫm lao tâm khổ tứ, lựa chọn rất kỹ càng, bảo đảm nàng sẽ mê. Bổn cung chỉ hy vọng ngươi biến mất khỏi mắt ta thôi. Chúng ta là người một nhà mà, ai mà theo ai chứ. Nào, Thần Nhi, xem này. Cái bọn cẩu nô tài này giao nhầm hàng cho trẫm rồi. Ngươi, ngươi. Hôn quân muốn để bản cung mặc thứ quần áo thô thiển như này. Hoàng hậu bớt giận, nhầm rồi, trẫm không có ý này. Lời nói ma quỷ, không đáng tin. Xem lại cái này đi. Đi. Chắc chắn lại là cái thứ kỳ quặc gì đó, nhưng toàn thứ vô dụng. Đi đi đi.
Quả nhiên, yêu cái đẹp là bản chất của phụ nữ. Thứ này so với gương đồng mà nàng sử dụng tốt hơn nhiều lần. Thứ này soi rõ quá. Cái này là tặng cho ta sao? Tất nhiên, ngoài nàng, còn ai khác có được thứ này hả? Em xinh đẹp và lung linh. Dung mạo của Thiền Nhi. Tục ngữ có câu, chim xa cá lặn, hoa nhiều nguyệt thẹn. Sao hắn có thể nói ra mấy lời này chứ? Nào, trẫm tự trang điểm cho nàng. Để ta gặp hoàng thượng. Ai thế? Sớm không đến muộn không đến, lại đến vào làm hỏng việc tốt của ta. Đại hoàng, tốt nhất là ngươi nên có một lời giải thích hợp lý, nếu không. Bệ hạ, khắp nơi ở Dương Châu, người dân bạo loạn. Người tị nạn không chỉ xông vào huyện nha, bẻ cây làm vũ khí, tập hợp tạo phản. Cái gì tạo phản? Thống đốc Dương Châu Phương Khiêm thỉnh cầu triều đình gửi cứu viện, đàn áp đám đông và dập tắt phản loạn. Không đúng. Tiền mà ta kiếm được cách đây không đã lâu dùng cứu trợ thiên tai hết. Bách tính đã được cứu trợ, sao lại còn muốn làm loạn? Vi thần cũng thấy việc này khó hiểu, nên đến bẩm báo với bệ hạ, thỉnh cầu thanh ý. Trẫm biết rồi. Ngươi lui trước đi. Vâng. Thiền Nhi, chuyện này, nàng thấy sao? Theo bổn cung thấy, chuyện này có gì đó mờ ám. Đúng là tư tưởng lớn gặp nhau. Nếu như cứu trợ tốt đẹp, vậy bách tính tuyệt đối sẽ không mạo hiểm cả mạng mình đi tạo phản. Tạo phản chỉ có thể khi bách tính không còn cách khác, chỉ có tiền bị cắn mất. Lần này không được cứu trợ, bách tính mới không còn đường nào khác. Cắn gì sâu thế, dám đụng vào số tiền này. Đáng chết. Nếu lòng tham vô đáy này là đại tướng quân thì sao? Huynh trưởng ta luôn một lòng tận tâm bảo vệ biên giới hơn 10 năm. Một lòng tận tâm hay là bí mật chiêu binh mãi mã, sẵn sàng hành động, đợi thời cơ nổi dậy. Ngươi còn dám nói nhảm nữa, có tin bổn cung tán chết mợ? Ta chỉ đoán chơi thôi mà. Nàng cần gì kích động như thế, đừng có mà đoán bừa. Được, vậy Thiền Nhi, nàng có dám cùng trẫm cải trang vi hành điều tra chuyện này cho đến cùng hay không, trả lại sự thật cho thiên hạ? Ngươi cũng có dũng khí lắm. Nàng còn coi thường người khác. Được, vậy vì lợi ích của bách tính trong thiên hạ, bổn cung chấp nhận đồng hành cùng ngươi. Được. Vậy phu thê chúng ta cùng lên đường tới Dương Châu thôi. Ai mà là phu thê với ngươi, bớt ảo tưởng đi. Xuất tướng. Đại tướng quân, tin tức truyền tới, bọn họ đã xuất cung đến Dương Châu rồi. Chiếu tướng. Vẫn là nước cờ của đại tướng quân cao tay hơn, thuộc hạ bái phục. Một khi thái thượng hoàng phục vị, có thể gây ra gió bão cỡ nào? Có điều là bản tưởng đều nắm trong lòng bàn tay. Người tị nạn, tri phủ Dương Châu không phải nói đã giải quyết chuyện thiên tai rồi sao? Giải quyết hay không, hỏi thử thì biết. Các huynh, huynh đệ, đói xỉu luôn rồi. Đây, mau ăn đi. Huynh đệ à, tri phủ Dương Châu hồi báo về triều đình đã giải quyết chuyện thiên tai. Thế tại sao ở đây nhiều người tị nạn thế? Giải quyết khỉ mốc thực phẩm cứu trợ đó toàn là cát, ai mà có thể ăn được thứ đó chứ? Nói chứ, dân giác khắp 10 vạn dặm ở đây, bọn ta đều đã ăn hết rồi. Nếu không gặp được các vị quý nhân, có lẽ ta sớm chết đói từ lâu rồi. Quan chức Dương Châu này vô pháp vô thiên, tham ô, bẻ cong luật theo pháp, luật nên tru di cửu tộc. Quý nhân, lời này không nên nói, nếu như có người nghe thấy sẽ bay đầu như chơi. Quan chức Dương Châu hành xử như này, không biết Mộ Dung cô nương nghĩ thế nào. Chuyện này nhất định ta sẽ tra cho rõ, nếu đúng thế, ta muốn bọn cẩu quan đó bay đầu hết. Được. Các vị huynh đệ à, lương thực cứu trợ Dương Châu này các ngươi lấy từ đâu thế? Tất nhiên là lấy từ Trịnh gia thương hành thành Dương Châu rồi. Thế lực của Trịnh gia này thế nào mà có thể mua được lương thực cứu trợ cho toàn bộ Dương Châu? Thế lực lớn lắm, khắp đại càn này cũng là một trong những thế lực tốt nhất. Ghê sớm vậy à, lẽ nào là Hoàng thân quốc thích? Hoàng thân quốc thích cái rắm ấy. Người ta là tổ tiên của Hoàng thân quốc thích, của Hoàng hậu nương nương trong cung kìa. Cái gì? Lời này ngươi lấy từ đâu ra?
dám xạo một câu, ta chẻ cho người đầu lìa khỏi cổ, nàng đang làm gì thế? Các vị đại ca, đừng trách đừng trách. Còn là giả hả? Ai mà không biết ở Dương Châu, Trịnh gia một tay che trời. Quan chức Dương Châu này tham ô, lách luật là thật, mà không ngờ bọn tham quan này lại cấu kết với quyền quý đương triều. Hoàng thân quốc thích đấy. Hoàng hậu tỷ tỷ, Trịnh gia này thực sự liên quan đến người sao? Có một chút, di mẫu của ta gả cho Trịnh gia, nhưng bổn cung không ngờ hắn lại lấy danh của bổn cung. Tắc quái ở Dương Châu. Không đúng, chúng ta ở đây làm gì thế? Chị hai của ta, Băng Yến, mau nói rõ cho Hoàng hậu nương nương biết cái gì là cải trang vi hành. Chỉ cần đừng tiết lộ thân phận của người, bí mật đi điều tra. Ở đây canh gác nghiêm ngặt, nhất định có gì mờ ám. Nào, đây đây. Người nào thế? Tí thì bị tóm. Nếu đã là thật, sự thật luôn đau lòng mà. Bản cung nhất định đem ngọa hổ trang viên này nhổ cả gốc cả rễ lên. Hoàng hậu, đây là vì đại nghĩa diệt thân thanh lý môn hộ à? Ngứa chân ngứa tay hả? Nàng ở đây đợi, ta sẽ đi tìm nơi khác, như này vẫn không đủ. Làm bằng chứng ư? Đây chỉ là đỉnh của tảng băng chìm, tiếp tục đào, có khi sẽ có lợi ích lớn hơn. Mau lên, đừng quanh quẩn ở đây nữa. Ngươi nói, thiên tai này, chủ nhân của chúng ta có thể kiếm được bao nhiêu tiền nhỉ? Chắc chắn là núi vàng núi bạc rồi. Ta quay lại cho các ngươi biết. Ta nói, sao lại không tìm thấy người? Hóa ra là chạy tới đây, dám lẻn vào ngọa hổ trang viên của bọn ta để thăm dò, dũng cảm lắm đấy. Đại ca, đại ca, ta chỉ tò mò thôi. Tôi rồi, tôi rồi. Nói ngươi đang yên ổn, cần gì phải để bản thân mình đến chỗ chết chứ? Làm hoàng đế còn chưa đủ à? Ông trời sao lại tốt với ta thế cơ chứ? Thiên đường muôn lối ngươi không đi, địa ngục không của lại chui vào, là tự các ngươi chuốc lấy đấy nhé. Ấy, theo luật pháp đại càn, gặp quan chức phải quỳ thể hiện sự tôn trọng. Chỉ cần ta, đợt chút đã, ta là cử nhân theo luật pháp đại càn. Đợi đã, ta là cử nhân theo luật của đại càn, phải tỏ lòng tôn kính quan chức địa vị tôn quý. Các ngươi dám giết, giết ta chính là chống lại vương pháp. Ngươi, vương pháp ở chỗ này, bọn ta là vương pháp. Tiếp tục. Bớt chống lại đi. Ở ngọa hổ trang viên của bọn ta, người biết bí mật đều phải chết. Không được, không được. Xem ra ta đây chỉ có thể tiết lộ thân phận một chút. Ta là, đợt chút, cha ta là Tư Mã Kinh Châu. Các người không thể giết ta, nếu không thì cha ta sẽ không tha cho các người đâu. Tư Mã Kinh Châu chính tam phẩm. Không sai. Bản công tử chỉ đi ngang qua Dương Châu, lại bị các người bắt lại nơi này làm khổ công. Mau thả ta ra, bản công tử còn có thể tha mạng cho các ngươi. Đừng nói cha ngươi, chỉ là chính tam phẩm Tư Mã Kinh Châu, dù cha ngươi có là lão hoàng đế cũng vô dụng, chết ở đây cũng chả ai biết tới. Còn lại hai tên, tiếp tục, mau lên. Tự nói là hoàng đế chắc cũng chả ai tin. Đúng là hổ lạc đồng bằng bị chó khinh mà, ta chỉ có thể tự mình thử thôi. Nếu ta không bị lục phiến môn truy sát mà bị thương, sao có thể trốn ở nơi này làm khổ sai chứ? Các ngươi đúng là đồ khốn khiếp, còn muốn giết ta, đúng là si tâm vọng tưởng. Một tên tội phạm bị truy nã còn ra vẻ với ta à? Được rồi, còn một tên nữa, giải quyết sớm, nghỉ ngơi sớm. Đợi đã, ngươi còn lời nào muốn nói à? Dùng lực tí thêm nữa. Tí. Được được. Đây chính là báu vật di truyền nhà ta, là ông nội của ông nội, của ông nội ta truyền lại. Nghe nói là từ trong hoàng cung tuồn ra đó. Đúng, một báu vật như thế chỉ có ở cung điện mới có thôi. Các ngươi mang đến tiệm cầm đồ bán, tuyệt đối giá là ngàn lượng hoàng kim. Màu sắc trong suốt lấp lánh. Mà ngàn lượng hoàng kim, dù là một vạn lượng cũng được nữa. Có châu bảo này, các ngươi sau này 10 đời khỏi lo cơm ăn áo mặc. Vậy nên,
bốn vị đại ca có thể tha cho một lần không? Huynh đệ, mau cùng với nương tử ngươi đi ra cửa sau đi, đây là cửa địa ngục, đừng bao giờ trở lại nữa. Được được được, cảm tạ các vị đại ca. Đi. Ngươi muốn đi đâu hả? Đại công tử, sao người lại quay về rồi? Nếu ta không quay lại, sao có thể thấy một cảnh hay như thế? Đại công tử, người nghe ta giải thích đã. Không phải như vậy đâu, sao lại đến vào thời khắc quan trọng thế? Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, bất cứ ai bước vào Họa Hổ trang viên này tuyệt đối không thể sống sót đi ra. Hắn ta là sao đây hả? Không, đại công tử, ta có phải các ngươi đớp được cái gì rồi không? Không có, không có, dám cả gan thả người. Không có, không có ạ. Người đâu? Lôi xuống, băm nát cho ta. Nói đi, là ai phái ngươi đến? Lão gia, là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm thôi? Không ngạc nhiên, đồ ở trong cung, đến từ trong cung. Có điều, chuyện này không quan trọng nữa. Người đâu? Lôi hắn xuống, băm. Ta băm chân người ấy. Cái đồ chết tiệt, ta giết ngươi. Đừng có lo, ta đùa tí thôi mà. Thế mà đã không chịu nổi hả? Lên, lên cho ta. Hôm nay ông đây phải giết hắn. Đợi đã, đợi con mợ mày hả? Đã nói là đợi tí mà, sao lại không nghe thế? Đây là cái gì? Sao, sao có sát thương ghê gớm vậy? Đây là đồ của Lôi mẫu, dùng để trị mấy đứa báo đời báo đốm các ngươi. Thế à? Ta đùa với các ngươi tí thôi mà, cần gì nghiêm trọng thế? Nhưng ta trước giờ không thích đùa. Ra tay, đợi tí. Ta là thiên tử của Đại Càn, đương kim thánh thượng, ta xem các ngươi ai dám động đến ta. Hoàng thượng, cái tên như ngươi cũng dám nhận mình là hoàng thượng, sao hả không giống ư? Mấy tên già này không ai tin à? Rốt cuộc vẫn là địa vị các ngươi quá thấp, không đủ tư cách đối diện với tuyết thế thánh nhan của trẫm. Ta là Tư Mã Dương Châu, từng đỗ trạng nguyên, may mắn được dự kiến thiên nhan bệ hạ thánh uy. Còn ngươi cái thứ mõm, dám mạo danh bệ hạ, ai cho ngươi gan chó đó hả? Người ta thường nói xe ngựa chạy rất chậm, cả đời chỉ có đủ thời gian để yêu một người, nhưng không ai nói với ta tại sao nó lại chậm như vậy. Này, trong cung có biến lâu vậy rồi, Dương Châu các người lại chả biết tin gì à? Nói như vậy trẫm cũng không trách các ngươi. Bây giờ các ngươi quỳ xuống tạ tội, trẫm có thể tha chết cho các ngươi. Tạ tội? Ta thấy ngươi đang nằm mơ ấy. Tốt nhất ngươi nên tự nghĩ cách cứu mạng mình đi, còn ngây ra đó làm gì? Bắn chết hắn cho ta, ném hắn vào bãi tha ma cho chừng mà. Đừng có làm liều, lỡ như phạm sai lầm, đây chính là Chu Di cửu tộc, ít nhất cũng phải biết phân biệt đúng sai chứ. To gan, dừng tay. To gan, dừng tay. Thống đốc Phương, sao ngài lại đến đây? Thống đốc đại nhân, ngài đến đúng lúc lắm. Cái tên trộm này mạo danh bệ hạ, ở đây lừa đảo. Hỗ sược, các ngươi muốn Chu Di cửu tộc à? Dám mạo phạm bệ hạ. Thống đốc Dương Châu, Phương Khiêm, tham kiến bệ hạ. Thống đốc Phương, hắn thực sự là hoàng thượng? Hắn là bệ hạ ư? Tiêu rồi. Thôi ra ta tiêu đời rồi. Á đủ, tuyệt đấy, chẳng trách lại nhiều người thích xem chiến thần trở về đến thế. Thống đốc Phương có công hộ giá, trẫm sẽ cho ngươi thăng quan tiến chức, để con cháu ngươi tận hưởng vinh hoa phú quý. Vậy thì xin cảm tạ Thái Thượng Hoàng bệ hạ. Thái Thượng Hoàng? Lẽ nào hắn ta là cái tên bị giam trong cung điện, hóa ra chỉ là tên hoàng đế thoái vị, còn dám giễu võ Dương Oai ở đây? Bản thân là Thái Thượng Hoàng, không ở trong cung điện, lại lén lút xuất cung, lại còn lấy thân phận thánh thượng, lừa đảo khắp nơi. Ngươi có biết đây là tội chết không? Ông già, có phải ông già rồi nên ngớ ngẩn hả? Ta đã sớm vượt qua biến cố trong cung, trở lại ngay báo rồi. Bệ hạ mà các ngươi nói, cỏ ở mộ hắn bây giờ chắc cũng cao hơn 3 mét rồi ấy. Dù trong cung thay đổi thì sao? Cái đầu ngốc nhà ngươi có tài đức gì để làm hoàng đế, gánh vác giang sơn đại càn? Người đâu, bắt lấy hắn, băm hắn ra cho ta. Khoan đã, thống đốc đại nhân, dù gì hắn ta cũng là Thái Thượng Hoàng, nếu chúng ta giết hắn, vậy chúng ta cũng không thoát khỏi tội chết đâu. Đương kim thánh thượng chỉ mong sớm giết chết tên đần này, loại bỏ đi hậu họa, sao có thể trách tội ta chứ? Nói không chừng còn cao hứng thưởng cho chúng ta nhiều hơn.
Thống đốc Phương nói cũng có lý. Đợi đến khi ta lấy đầu tên này dâng lên thánh thượng, địa vị của biểu tỷ ta ở trong cung sẽ càng ổn định hơn. Ta vẫn còn đứng đây mà. Các ngươi có thể quan tâm đến cảm xúc của ta chút không? Cẩu hoàng đế chết rồi, Mộ Dung đại tướng quân có thể danh chính ngôn thuận ngồi trên ngai vị. Đến lúc đó ta sẽ là tâm phúc của tướng quân, sau đó ở trên triều đường hô mưa gọi gió. Thực ra cảm xúc cũng của không ta quan trọng lắm, ngươi cứ tiếp đi. Mắt của ta, thủ đoạn hạ lưu như này thật không xứng làm hoàng đế. Mau bắt hắn cho ta. Ngươi dám! Hoàng thượng Xuyên Khâu trúng mũi tên độc vào mồm, tưởng chừng ngủn củ tỏi nhưng lại sống sót một cách thần kỳ. Người đâu, đem tên trộm này cắt cái đầu ra cho ta. Rắc vôi lên 800 dặm cấp tốc đưa đến phủ tướng quân. Vâng đại nhân. Thống đốc đại nhân, không phải nói là đưa cho bệ hạ sao? Thôi Tư Mã, ông có điều không biết, mọi chuyện trên triều đều do tướng quân quyết định, thái sư sớm đã tèo rồi. Ra tay! Bệ hạ, bệ hạ! Chết rồi! Ai cho các ngươi gan chó này ra mưu hại đương kim thánh thượng? Thái thượng hoàng còn có đồng bọn, hắn không xứng làm hoàng thượng. Đúng là có phúc mà, mỹ nhân bao quanh, người này còn đẹp hơn người kia, ai cũng có nét riêng. Hôm nay ta muốn ngọa hổ trang viên, từ trên xuống dưới đều phải chung cùng với hắn. Cô nương này tính lóng như kem thế. Ông đây lại thích thuần hóa một con ngựa dữ như ngươi. Bệ hạ, 10 năm nay trong cung, thời gian ở bên cạnh người là thời gian hạnh phúc nhất đời ta. Bây giờ ta sẽ đi theo người. Nghẹt thở chết chẫm rồi. Bệ hạ, người chưa chết, may mà hai người đến kịp lúc, nếu không thì hôm nay chẫm đã nghèo nơi này rồi. Chuyến đi này đúng là thú vị. Bệ hạ oan ức rồi. Được rồi, được rồi, chỗ công cộng còn ra thể thống gì? Không thể nào, thế mà không chết. Lẽ nào là thiên mệnh? Thiên mệnh cái chó gì, bất kể hôm nay là cái mệnh gì, hắn ta cũng phải chết. Nó phải chết. Trời má! Thống đốc Phương, ngươi không sao chứ? Chẳng đây dám che giấu thân phận, một mình vào ao rồng, hang hổ. Sao có thể, làm ăn không ra hồn được. Cái gì dây? Sao nó có thể đỡ được mũi dao? Dễ như chơi. Lát về tặng cho nàng cái áo ôm body, cái đồ đáng ghét. Sắp chết đến nơi rồi, còn đứng đây mà tán tỉnh nhau. Giết, giết, giết! Không ngờ Trịnh gia lại có kẻ cặn bã như ngươi. Hôm nay bổn cung sẽ giúp Trịnh gia dạy dỗ ngươi. Dựa vào ngươi mà muốn thay Trịnh gia dạy dỗ ta. Ngươi có biết người đứng sau ta là ai không? Nói ra sẽ dọa các ngươi đấy. Được, vậy nói nghe thử coi. Ngươi rõ là đương kim hoàng hậu, là em họ của ta. Nếu hôm nay các ngươi dám động đến ta, hoàng thượng trách tội, các ngươi không thoát chết được đâu. Ngươi là anh họ của hoàng hậu, chắc hẳn rất thân thuộc với nàng ấy. Bọn ta lớn lên cùng nhau, tình cảm khăng khít, thanh mai trúc mã. Sao bổn cung không biết bổn cung và ngươi có quan hệ tốt như vậy? Nếu đúng như ngươi nói, ngươi nên nhận người đứng trước mặt ngươi. Nàng ấy là đương kim hoàng hậu. Không thể nào, nó không thể là hoàng hậu được. Sao ta có thể không nhận ra một người bị thái thượng hoàng vứt bỏ, mang đại hai con cung nữ đến đây giả mạo làm hoàng hậu? Các ngươi thật to gan. Mở to mắt chó các ngươi ra mà nhìn cho kỹ, đây là cái gì? Kim ly hổ nhũ, con dấu của hoàng hậu. Chẳng lẽ nó là hoàng hậu thật? Không thể nào, ta đã gặp hoàng hậu rồi, các ngươi đừng hòng lừa ta. Vở kịch này đầu tư ghê nhỉ, thậm chí con dấu của hoàng hậu các ngươi cũng dám giả mạo. Ta thấy các ngươi điên rồi, không chỉ thông đồng với nhau biển thủ thực phẩm cứu trợ, mà còn muốn ra tay với hoàng đế và hoàng hậu. Nếu đã biết hết rồi vậy không cần phải diễn nữa. Thảo dân Trịnh công sách tham kiến bệ hạ. Hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương, đây quả là một cái tên độc đáo. Bệ hạ quá khen. Hắn, bọn chúng là bệ hạ và hoàng hậu thật à? Chúng ta có thể đã phạm tội chu di cửu tộc rồi. Đúng đó. Cái này, yên tâm lên đường đi. Đồng Mã đại nhân, tại sao ngươi lại? Đồng Mã đại nhân đôi lúc vẫn là một kẻ ngốc. Người này ra tay thật tàn nhẫn, đồng minh của mình mà nói giết là giết, quá đỉnh. Bổn cung nên gọi ngươi là Dượng hay gọi là Trịnh gia chủ? Ngươi giấu giỏi quá đấy. Tùy nương nương, người là em gái ruột của đại tướng quân, lão phu đương nhiên sẽ không làm tổn thương người, nhưng nó phải chết. Đây là những gì đại tướng quân dặn dò,
Cái gì? Ca ca, ngươi nói nhảm. Nương nương, nói thật cho người biết. Chuyện xảy ra ở Dương Châu, tất cả đều do đại tướng quân sắp xếp. Sau khi người về kinh thành, người sẽ là trưởng công chúa của triều đình. Còn tên họ Khương này không cần liên quan gì đến nó nữa. Im đi, bổn cung không muốn làm đại công chúa của triều đình. Huynh trưởng ta đâu, bảo huynh ấy đến gặp ta. Nương nương vẫn còn. Cứng đầu à, giết nó. Có bổn cung ở đây, các ngươi đừng nghĩ đến việc động vào chàng ấy. Các đại lão môn, sao có thể để nàng chắn trước mặt ta vậy? Chấm chỉ nói một lần, nếu các ngươi biết quay đầu là bờ, khoanh tay chịu trói, chấm có thể tha mạng cho các ngươi. Bằng không, nhất định sẽ cho các ngươi ngũ mã phanh thây. Bệ hạ, đây là Dương Châu, là ngọa hổ trang viên của ta, không phải kinh thành của ngươi. Làm sao? Dựa vào ngươi, quyền uy của hoàng đế ngươi có tiếng mà không có miếng, còn muốn dọa ta? Được. Thiên đàng muôn lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại chui vào. Đây đều là do các ngươi tự chuốc lấy. Đừng trách chấm, gọi ngươi là hoàng đế. Ngươi thật sự không biết thân biết phận à? Được. Hôm nay chấm sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ hội băng yến. Còn chờ gì nữa, đợi ăn tiệc luôn thôi, vào việc đi. Đã nhận. Mặt tướng đã đến ngọa hổ trang, hàng ngàn kẻ phản bội đã bị bắt giết. Xin bệ hạ trách tội, Tào tướng quân. Hắn không phải bạn tâm giao của huynh trưởng ta sao? Sao có thể nghe theo mệnh lệnh của ngươi? Tỷ không biết đấy chứ. Tào tướng quân thật chất là người anh thất lạc đã lâu của ta, cũng là gián điệp, được triều đình cử đến biên ải. Được lắm, các ngươi sớm đã biết mọi thứ rồi, chỉ giấu ta thôi. Ôi, hoàng hậu, nếu nói trước với nàng, nàng không xé xác ta chứ? Đừng lo, có những chuyện nghe thôi chưa chắc là thật, tận mắt nhìn thấy hãy tin. Ta đáng sợ đến vậy hả? Trói ba đứa này lại, đưa về kinh thành xét xử. Tào Thành, sao ngươi dám phản bội đại tướng quân? Trấn Bắc quân là quân Trấn Bắc của triều đình, bổn tướng cũng là người của triều đình, sao lại phản bội được? Tào Thành, ngươi thật thiển cận, tự tìm đường chết. Đại tướng quân sẽ không tha cho ngươi đâu. Loạn thần tặc tử, sắp chết đến nơi rồi còn to mồm. Yên tâm đi, chấm sẽ không lấy mạng ngươi đâu. Chấm muốn giữ các ngươi để đấu với Mộ Dung Hùng, lập chiến lược, tận dụng thời cơ, khiến toàn bộ sự thật được tiết lộ. Bệ hạ đúng là thần thánh. Chuyện này vẫn trông cậy vào sự giúp đỡ của chú. Bệ hạ lần này e rằng sẽ không trở về được. Báo cáo đại tướng quân, Bồ Câu đưa tin ở Dương nói là chuyện lớn đã xong, trong cung truyền tin để tất cả các đại nhân đến đền Phụng Thiên bàn chuyện. Chúc mừng đại tướng quân. Hoàng đế qua đời là chuyện lớn, có gì đáng chúc mừng? Không có phép tắc, đại tướng quân nói. Khương thị vô đức, ông trời không cho thừa kế, cũng xin đại tướng gánh vác trách nhiệm quan trọng, lên ngôi làm hoàng đế, xin thừa tướng gánh vác trách nhiệm quan trọng, lên ngôi làm hoàng đế. Ngai vàng đang rất gần, đang ở ngay trong tay ta rồi. Các vị triều thần, xin hãy im lặng, hôm nay có chuyện muốn thông báo cho các vị. Vấn đề này liên quan đến an ninh đất nước, sự hưng thịnh của thiên hạ. Hai vị đại nhân, không biết chuyện gì quan trọng đến vậy? Đừng lo, ta nói ngay. Hoàng thượng giá đáo. Hoàng thượng vạn tuế. Vạn tuế, vạn vạn tuế. Chuyện gì quan trọng vậy? Chấm cũng muốn biết. Thực ra nó chỉ là một chuyện nhỏ thôi, không cần nói đến. Thằng oát con này sao vẫn có thể sống sót trở về? Mấy ngày nay chấm bị phong hàn, không thể thượng triều. Các ái khanh không bị phân tâm chứ? Hội chứng phong hàn này không ổn. Nếu bệ hạ vẫn chưa khỏe thì đừng thượng triều nữa, bảo toàn long thể. Quan trọng hơn, ôi, hoàng ái khanh cũng bệnh đến nơi rồi. Hôm nay thần vô tình nhiễm phong hàn, nhưng điều đó không quan trọng. Chấm có một hộp thuốc này, ngươi lấy nó đi, ba lần một ngày, mỗi lần một viên, chấm đảm bảo chỉ mất vài ngày là sẽ khỏi bệnh.
có loại thuốc kỳ diệu như vậy à? Đa tạ bệ hạ. Các ái khanh, chuyện xảy ra ở Dương Châu, các ngươi đều biết rồi nhỉ? Thần đã biết. Dương Châu rõ ràng đã cung cấp cứu trợ, nhưng phát sinh ra cuộc phản động. Điều này thực sự đáng kinh ngạc. Chắc có gì mờ ám trong đó. Triều đình cần tìm ra sự thật càng sớm càng tốt. Sự thật của chuyện này, trẫm đã điều tra rồi, có người tham ô. Tiền cứu trợ thiên tai do triều đình phân phát thay cát bằng thực phẩm cứu trợ thiên tai phân phát cho người dân. Ngươi nghĩ những người này có thể đồng không? Rõ ràng họ đã lỡ tay, nhưng lại nói đại sự đã hoàn thành. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tham nhũng tiền cứu trợ thiên tai. Thật là vô tâm. Là ai vậy? Sao dám to gan thế? Thống đốc Dương Châu, Phương Khiêm, người giàu nhất Dương Châu, Trịnh Công Sách. Đây là việc hai người họ đã làm. Dương Châu đã thành nơi sôi sục sự bất mãn của dân chúng. Hai thằng ngu. Phương Khiêm là quan chức của triều đình. Sao nó dám thế? Còn thằng Trịnh Công Sách kia, Trịnh gia là họ hàng của hoàng đế. Có thiếu thứ gì đâu. Bởi vì đằng sau tất cả điều này đều có một kẻ chủ mưu đứng đằng sau. Khoảng thời gian trước khi trẫm thượng triều, đi đến Dương Châu, cải trang vi hành, tìm hiểu mọi thứ, nhân tiện đi loanh quanh, ha ha ha. Thôi, quay lại vấn đề chính. Đây đều là kế hoạch của kẻ chủ mưu. Kẻ này có ý đồ xấu, lên kế hoạch giết người, muốn trẫm không thể quay về cung. Tuy nhiên, hắn cho rằng đó là một kế hoạch hoàn hảo, nên đã bỏ ra một điều, là người của hắn quá vô dụng. Tại thời điểm này, kẻ chủ mưu đang chầu điện ngay ở đây, cạnh chúng ta. Người chủ mưu, sao bệ hạ biết được chuyện này? Rốt cuộc là ai độc ác như vậy? Sao dám mưu hại bệ hạ? Cút ra ngoài đi chết đi. Ái khanh, giờ mà trẫm gọi tên nó ra, nó cũng sẽ không thừa nhận tội lỗi của mình. Bệ hạ nói mà, không có bằng chứng. Bắt hai thằng khốn chó đẻ đó, mang lại cho trẫm. Hai người, trước mặt văn võ bá quan trong triều, nói ra hết đi. Hai cái thằng chó đẻ này. Lời trẫm nói, các ngươi giả điếc phải không? Bệ hạ muốn bọn ta nói gì? Đúng đó, bệ hạ không nói rõ ra đi. Hai thằng chó này, trước đây nói gì quên rồi à? Còn không mau nhận tội. Nhân tiện, kẻ đứng chủ mưu là ai? Cũng bước ra đây đi. Nhận cái gì, làm gì đâu mà nhận. Được lắm. Muốn chơi trò nuốt lời với trẫm phải không? Bệ hạ, người nhất quyết bịa ra chuyện vớ vẩn này, đổ nó lên đầu bọn ta, quả là bất công. Bọn ta và ngọa hổ trang viên không liên quan, cũng không tham ô tiền cứu trợ thiên tai. Thế cơ à? Trẫm vẫn chưa nói gì mà các ngươi thừa nhận nhanh thế. Đây không phải giấu đầu lòi đuôi hả? Số tiền này mà hai ngươi cũng dám tham ô, không còn là con người nữa. Đúng đó. Bệ hạ, khi người vô duyên vô cớ bắt bọn ta, không phải đã bày ra hết các tội khác nhau đổ lên đầu bọn ta hả? Sao bọn ta có thể quên được? Đã có bằng chứng còn dám ngụy biện, thật là mạnh miệng. Bọn ta không phục. Dám hỏi bệ hạ, sao lại muốn vu tội vi thần, khiến danh tiếng bị ô uế? Danh tiếng cái đầu ngươi. Hai ngươi lừa đảo còn ra vẻ thánh thiện, danh tiếng quần què gì chứ? Thật kinh tởm. Vậy mời bệ hạ đưa ra bằng chứng. Nếu không, ta sẽ... Hôm nay ta sẽ đập đầu tự vẫn, chứng minh cho sự trong sạch của mình, cũng để cho thiên hạ nhìn thấy sự kiên quyết của ta. Nhìn thế này, có vẻ như Trịnh Công Sắt và Phương Khiêm đang bị vu khống rồi. Ừ, giống như vậy thật. Các vị bá quan, mọi người cũng thấy đó, là bệ hạ vô duyên vô cớ vu khống cho bọn ta. Trên đời này sao có thể như vậy được? Ông trời ơi, ngó xuống mà xem đây này. Hay, già mồm. Quả là già mồm. Này, ngươi không chỉ già mồm thôi đâu, thậm chí còn muốn trả đũa nữa mà. Trẫm bảo, hai ngươi tốt nghiệp chuyên ngành nhỉ? Diễn kịch ở đây, đang đóng vai phản diện nào vậy? Thế là quá đủ rồi đấy. Thần không muốn chịu đựng sự bất công, không thể chịu được sự vu khống vô căn cứ. Nói hay lắm. Hai ngươi thật sự cho rằng trẫm không có bằng chứng à? Giờ nhận tội cũng chưa muộn đâu. Đừng đợi trẫm đưa bằng chứng ra, đến lúc đó đã quá muộn rồi. Muốn buộc tội mà không có căn cứ, những cáo buộc vô căn cứ, kiên quyết không nhận. Quả là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Được rồi, trẫm sẽ khiến các ngươi câm cái họng lại. Người đâu? Thượng pháp bảo. Bệ hạ, người định làm gì vậy? Sắp có thứ hay để xem. Ta quen quá rồi. Hai thằng chó già mồm mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ.
Giờ sự thật đã được tiết lộ, hai ngươi còn nói gì nữa? Sao có thể như vậy? Cái này là giả. Đây là một thủ đoạn lừa đảo. Loạn thần tặc tử mà còn không chịu thừa nhận, nuốt lời cũng không sao. Dù gì cũng có đủ bằng chứng, đủ khiến các ngươi chịu phạt rồi, chặt đầu. Thì quá là nhẹ nhàng với hai kẻ phản bội này. Giữa trời, vậy hoàng hậu có ý kiến gì? Cắt thành từng mảnh. Nghe rõ chưa? Nếu kẻ chủ mưu phía sau không lộ diện, các ngươi cũng không được chết một cách đàng hoàng đâu. Bệ hạ, xin tha mạng hai bên gia đình ta. Dù sao cũng là thông gia, xin người khai ân. Tha mạng cho ta. Tha cho ngươi, vậy ai sẽ tha cho hàng nghìn người Dương Châu thiệt mạng? Đại tướng quân, ngươi mau nói gì? Đại tướng quân, cứu bọn ta với. Ồ, chẳng lẽ kẻ chủ mưu phía sau là đại tướng quân? Đại tướng quân, ngươi làm gì thế? Muốn làm loạn hả? Hai tên khốn này khi quân phạm thượng, đáng bị trừng phạt. Thần thay bệ hạ giải quyết hai tên tặc tử đó. Bệ hạ nghĩ thế nào? Không có nhân chứng, ta còn có thể làm gì nữa? Đại tướng quân làm tốt lắm. Những kẻ tâm địa độc ác, thủ đoạn khó lường, đại tướng quân phải giết như vậy. Bệ hạ nói đúng. Hai kẻ âm mưu biển thủ quỹ cứu trợ thiên tai Dương Châu đã chết. Vụ án này tuyên bố kết thúc. Này, người đâu? Đưa thi thể ra ngoài đi. Hôm nay đã xử lý được hai kẻ phản bội ẩn náu trong triều, hà long hà dạ. Nhưng thấy máu thì xui xẻo lắm. Các ái khanh, nếu không còn gì thì bãi triều thôi. Tiếng gì thế? Thôi rồi, là thiên thính cổ đặt trước cổng cung điện dành cho tình thế cấp báo. Để tránh lãng phí thời gian, có thể trực tiếp nghe thấy rồi. 8 tiếng trống. Bệ hạ, điều này nghĩa 800 dặm khẩn cấp hả? Bệ hạ, 800 dặm khẩn cấp. Quân giặc oa ở biên giới Trần Binh có thể xâm phạm đại càn ta bất cứ giây báo đâu. Nếu không thể giết mày ở ngoài thì bổn vương vẫn còn cách khác, để xem mày có trở tay kịp không. Quân oa áp sát biên giới, chúng đang để mắt tới lãnh thổ của đại càn chúng ta. Các ái khanh có ý tưởng gì thì cứ nói. Bọn giặc oa khốn nạn đến lúc nào không đến, lại đến vào lúc này. Bệ hạ, theo ý kiến của lão thần, đại càn ta bây giờ đang có nhiều thiên tai, không thích hợp để bắt đầu giao chiến. Chiến đấu cần tiền và lương thực, chiến đấu vào lúc này chẳng phải thêm dầu vào lửa hả? Đúng đó, bọn giặc oa thật là biết chọn thời điểm về. Đó là ý của bọn ta. Ý các ái khanh là không đánh. Ý lão thần là đàm phán hòa bình với oa quốc. Trương đại nhân, đây là lão thần đang vì nước. Các ngươi có biết mình đang nói gì không? Bẩm hoàng hậu nương nương, thần nói, thần đề xuất đàm phán hòa bình với oa quốc. Ngươi còn dám nói nữa, thần chỉ làm theo lời của bệ hạ, đưa ra suy nghĩ của mình. Chấp nhận hay không, còn tùy vào bệ hạ. Ngươi, ngươi đúng là kẻ nhát gan. Bệ hạ, triều đại chúng ta là một đất nước của nghi lễ, chắc chắn không giỏi dùng vũ khí. Phản động, ngớ ngẩn, thiền nghi, nàng chửi trước đi, thật là nực cười. Nói cái gì mà ban thưởng, cái gì mà vì lợi ích của mọi người, đây chẳng phải là nhường lãnh thổ hả? Đúng rồi, thường chỉ có kẻ phản bội mới nói những lời như các ngươi. Lão già, mất trí rồi phải không? Thứ này liên quan gì đến nghi thức của đất nước? Đây là người ta đến trước cửa gây hấn, xâm chiếm nước ta. Không những không kháng cự, ngược lại còn dâng hết cho chúng. Không phải là kẻ hèn nhát bấm bụng chịu đựng, để người khác nghĩ chúng ta dễ bắt nạt hả? Sợ chiến đấu, sợ kẻ thù. Đồ thứ đàn ông ngồi đái mà cũng xứng đứng trong triều. Hoàng hậu nói đúng, tên bất tài các ngươi, đáng chết. Người đâu? Lôi nó ra ngoài băm cho ta. Chặt đầu treo ngoài cổng. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ tha mạng. Ai giống nó nữa thì kết cục sẽ như thế. Bệ hạ, sứ giả oa quốc đến rồi. Nhanh vậy má, vừa nhận được thông báo thôi mà. Sứ giả của oa quốc đến rồi, chẳng lẽ chúng mọc cánh bay đến? Thật là quá đáng. Như thể chúng biết ta đang bàn CACHDOI. Có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Thật kỳ lạ. Trên đời không có chuyện trùng hợp vậy đâu. Nếu sứ giả của oa quốc đã đến, đại càn chúng ta cũng không có lý do gì để từ chối gặp hắn. Đưa chúng vào đây, ta muốn thấy họ muốn làm gì. Sứ thần oa quốc đã vào cung. Ha ha, sứ thần oa quốc Hưu Điền Nghị tham kiến hoàng đế đại càn. To gan, ngươi tham kiến bệ hạ, sao không quỳ xuống?
sứ thần nước trên không cần phải quỳ lạy vua nước dưới. Người Càn Quốc không xứng để người Oa Quốc ta quỳ xuống, ha ha ha. Kẻ mạnh không bao giờ khuất phục kẻ yếu, cúi đầu nhận lỗi. Đám ngang ngược, ngươi dám coi thường hoàng đế, thật đáng tội chết. Kéo chúng ta ngoài ngũ mã phanh thây. Phải chăng quan lại của Đại Càn lại có chút can đảm này? Can đảm hơn cha người đấy. Còn ăn nói thô lỗ thì biết tay. Phải đó. Nếu chậm nói, đàn ông của Oa Quốc các ngươi đều là tặc tử, phụ nữ đều là tiện tỳ. Vậy ngươi có muốn chút can đảm không? Đừng cáu nhé. Ngươi, sứ thần Oa Quốc nói đi. Là các ngươi động kinh hay là bại não rồi, đánh giá cao bản thân quá. Nếu dám xuất quân, Đại Càn sẽ chơi tới bến. Không đúng lắm. Khác với tin đồn trước đó, hoàng đế và các đại thần của Đại Càn không phải ai cũng dễ bị bắt nạt. Chỉ có kiểu hoàng tử vô dụng dám nhảy ra đối đầu. Thái độ của họ bây giờ sao mạnh mẽ thế? Sứ thần Oa Quốc, ngươi điếc hả? Chấm đang nói chuyện với các người đấy. Này này, các ái khanh nhìn mà coi. Oa Quốc này đúng là nhiều nhân tài. Ngay cả sứ giả được tuyển chọn mà cũng bị điếc nữa. Câm miệng. Cho dù Oa Quốc các ngươi bày ra âm mưu thế nào đi nữa, chấm cũng tiếp chiêu. Cho dù Oa Quốc ngươi làm gì đi nữa, chấm cũng sẽ theo các ngươi đến cùng. Theo đến cùng. Không phải chứ? Hoàng đế của vùng Trung Nguyên và các quan lại không phải rất hèn nhát sao? Từ khi nào lại mạnh mẽ như vậy? Điều này khác với những gì đại tướng quân của Càn Quốc nói. Chạy đến nhà bọn ta làm bẽ mặt đủ rồi đó. Giờ các ngươi cút được rồi. Đợi đã, sao thế? Muốn ở lại ăn cơm hả? Bọn chúng chỉ xứng ăn cám heo thôi. Khốn khiếp. Người Càn Quốc đáng chết. Dám coi thường người Oa Quốc bọn ta, thật quá đáng mà. Ta khinh các ngươi đấy thì sao? Các ngươi được phép khiêu khích, bọn ta không được phép khinh thường. Ở đâu trên đời này có đạo lý đó? Bệ hạ nói đúng. Bằng hữu đến, chúng ta có rượu ngon. Cầy sói đến, chúng ta có vũ khí. Thoải mái đối phó với bọn cầy sói. Cho cắn chúng ta, chỉ cần giết là được. Hoàng đế Đại Càn, ta đang làm theo lệnh của vua ta, đến đây so tài với các ngươi. So tài. Người vùng Trung Nguyên các ngươi không phải lúc nào cũng tự cho mình là vùng đất của lễ nghi, tự hào về tài năng văn học hả? Vậy ta sẽ cho các ngươi đạo thơ ca. Nếu các ngươi có thể chiến thắng trong lần này, Hoa Quốc ta nhất định sẽ rút quân. Vậy nếu không thắng thì sao? Nếu ngươi thua cuộc, hãy giao biên giới phía Bắc của các ngươi cho bọn ta. Nghe có vẻ chỉ có lợi cho các ngươi, còn bất lợi cho bọn ta. Các ngươi thua sẽ rút quân, bọn ta thua phải lấy đất đai ra để bù đắp. Hoàng đế Đại Càn, chỉ cần ngươi nói dám hay không thôi. Nếu không dám so, thế thì Hoa Quốc vĩ đại của ta sẽ lập tức mở rộng tiến công. Để chấm nghĩ cái đã. Hóa ra chỉ là giả vờ. Chỉ giả vờ bình tĩnh. Bổn sứ giả ta nhìn thấu các ngươi từ lâu rồi. Chấm nghĩ kỹ rồi. Được, chúng ta so sánh các cặp từ. Bổn sứ giả ta chơi trước. Này này, so gì mà so. Hoàng đế Đại Càn, chẳng phải ngươi nghĩ thông rồi hả? Phải, chấm nghĩ thông rồi. Đại Càn ta sẽ không so tài với các ngươi. Không so. So. Hai quốc gia giao chiến với nhau, chỉ có thể dùng cách này để quyết định thì đúng là trẻ con. Thật sự nghĩ anh đây giống với những người trong phim à? Ngươi nghe rõ đây, muốn đánh thì đánh. So cái này với cái kia, không khác gì vả vào miệng đâu. Điều thực sự quyết định thắng hay bại, hãy xem thử nắm đấm của ai mạnh hơn, kiếm của ai sắc hơn. Vậy nên, hãy bỏ qua những thứ vô ích kia. Hai nước chúng ta khai chiến đi. Được, được, không so đúng không? Vậy trường hợp Oa Quốc bọn ta không lấy được thứ gì trên bàn đàm phán, vậy bọn ta sẽ giành lấy nó trên chiến trường. Bệ hạ Đại Càn, lo cho bản thân tốt vào. Đi. Chấm cho các ngươi đi chưa? Ngươi muốn làm gì? Nếu muốn giao chiến với ta, sao có thể thiếu cờ hiến tế? Chấm nghĩ ba cái đầu trên cổ các ngươi cực kỳ phù hợp. Hai nước giao chiến không chém sứ giả. Giao chiến mà, sao lại không chém? Nào, người đâu? Kéo chúng xuống cho ta, chém bay đầu. Bệ hạ, tha mạng cho bọn ta đi, tha mạng đi mà. Tướng quân Càn Quốc, không đúng với những gì ngươi nói. Lôi xuống, không phải nói rồi sao? Bọn ta giúp ngươi đàn áp uy tín của hoàng đế, giờ bọn ta gặp nguy, sao ngươi có thể thờ ơ như vậy được? Đúng đó.
Đại tướng quân, ngươi đang muốn giết người diệt khẩu hả? Bệ hạ, ngươi đang cố vu khống cho ta. Vu khống? Đã tận mắt chứng kiến rồi, đều thấy rõ sự thật về ngươi rồi, không phải à? Không còn cách nào, đều bị các ngươi phát hiện rồi. Ô, quả nhiên là ngươi. Ban đầu còn muốn ẩn thân ở phía sau, nhưng thằng chó này nhiều lần vượt quá dự đoán của bổn tướng quân. Đại tướng quân, tên trộm già Vương Chấn lần trước chính là vết xe đổ. Vương Chấn và đồng bọn mà cũng dám so sánh với ta. Nếu như ta chưa có cơ hội danh chính ngôn thuận lên ngôi hoàng đế, vậy khô máu luôn đi. Người đâu? Đại tướng quân, thiên tử có binh lực dồi dào, giờ ngươi có thể ban hành sắc lệnh thoái vị rồi. Nếu trẫm không đồng ý thì sao? Thì dễ thôi. Ngươi chết, ta có thể chiếm lấy ngai vàng. Mộ Dung Hùng, ngươi quả thật muốn làm phản rồi. Từ hôm nay, ngươi không còn là huynh trưởng của ta nữa. Bổn cung muốn để ngươi chôn cùng với những người đã chết ở Dương Châu. Biết ngay không trông cậy gì được. May là ta không đặt quá nhiều kỳ vọng vào ngươi. Bổn cung chỉ hận không nhận ra bộ mặt của ngươi sớm hơn. Thiền Nhi, nàng không sao chứ? Chạy đi, ta sẽ giữ chân hắn. Đi. Đừng nghĩ đi mà được. Bây giờ to mồm còn sớm quá. Thật không thể nghĩ. Các ngươi còn có cách nào để trở lại? Đừng quá tự mãn quá sớm. Nhìn lên trời đi. Bệ hạ, đầu năm người hạ lệnh trồng hạt ngũ cốc kiểu mới, giờ đã chín cả rồi. Vụ mùa bội thu chất cao thành đống rồi. Các vựa lúa lớn trên cả nước không còn chỗ để nữa. Ôi, đây là chuyện tốt. Như vậy, người dân của Đại Càn ta cuối cùng cũng không còn sợ đói nữa. Còn một chuyện nữa, là chuyện xâm phạm giặc Oa xâm chiếm biên giới nước ta, tất cả đã bị tiêu diệt với sự chỉ huy của Tào tướng quân. Tốt quá, sẽ tốt hơn nếu các tên hoàn toàn bị tiêu diệt. Thái y nói rồi, hai nàng mang thai cần nghỉ ngơi nhiều hơn, mau quay về cung đi. Bệ hạ, Đại Càn ta đã đánh bại giặc Oa, chuyện Oa quốc bị diệt vọng đã lan rộng khắp nơi, chấn động vũ nội. Các nước lần lượt cử sứ giả đến cống nạp tỏ lòng thành kính. Bệ hạ khiến Đại Càn thiên uy lan rộng khắp nơi. Sứ giả tứ di tân phục đều muốn đến. Quả là thánh vương ngàn đời. Để sứ giả các nước vào đi. Truyền các sứ giả vào điện. Tham kiến thiên tử Đại Càn. Hoàng đế vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.